Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 27. Sau khi người của Cục An ninh Quốc gia rời đi, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy khá mất hứng, bèn gọi điện thoại bảo Hoàng Sung lái xe đến đón bọn họ. Trần Ngư quan sát Tề Đẳng Nhàn với thái độ vô cùng tò mò, một lúc lâu sau cô ấy mới cười nói, không ngờ anh Tề lại có thân phận lợi hại như vậy đó. Tề Đẳng Nhàn nhún vai đáp, chỉ để cho vui mà thôi, không có gì lợi hại cả. Trần Ngư cười khúc khích, có thể vui chơi thành một vị chuẩn tướng, đây là chuyện mà người thường có mơ cả kiếp cũng chẳng được đó. Không bao lâu sau, Hoàng Sung lái xe tới nơi, anh ta không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh hỗn độn này. Tề Đẳng Nhàn không hơi đâu nhiều lời với anh ta, lập tức cầm lấy chìa khóa, đưa Trần Ngư và Lý Vân Uyển rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn nói với Hoàng Sung, này, cậu nói một tiếng với Dương Quan Quan giúp tôi, ngày mai được nghỉ. Bao giờ tôi thông báo thì hãy tiếp tục luyện công. Hoàng Sung gật gà gật gù nhìn đèn chiếu hậu của chiếc xe dần khuất dạng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi làm gì còn xe mà đi chứ? Hoàng Sung hoảng hốt kêu thất thanh. Anh ta có ý tốt tới đây đón Tề Đẳng Nhàn, hắn vừa nhận được chìa khóa đã đi rồi, chẳng nhẽ bây giờ anh ta phải quốc bộ về hả? Giờ khắc này, Hoàng Sung cũng lạnh cả lòng. Khó trách Dương Quan Quan lúc nào cũng chửi rủa hắn là đồ tư bản chó má. Tề Đẳng Nhàn lái xe thẳng đến khách sạn Thiên Địa, dùng thẻ hội viên, để thuê một căn phòng tổng thống. Một lát nữa người của khách sạn sẽ đưa tới cho chúng ta mấy bộ quần áo, hai người lần lượt tắm rửa sửa sang lại đi nhé, sau đó thì uống rượu thư giãn một chút. Tề Đẳng Nhàn nói. Vừa dứt lời hắn đã vào phòng mình, đi thẳng vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo đã trông thấy cơ bắp trên người đều có vết bầm tím. Những vết bầm tím này không phải đều do trận chiến với Văn Dũng Phu, có vết xuất hiện do dùng kim trung cháo và thiết bố sam để đánh nhau với tên dùng dao găm kia. Không bị nội thương, vấn đề không lớn lắm, 24 tiếng nữa sẽ bình phục hoàn toàn. Tề Đẳng Nhàn trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu sử dụng phản âm để tẩy rửa gân cốt, kích thích khí huyết. Những vết bầm tím trên người hắn biến mất nhanh chóng với tốc độ người thường có thể trông thấy, không bao lâu sau, da thịt đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu. Vừa mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, Tề Đẳng Nhàn đã nhận được cuộc điện thoại của Hướng Đông Tinh. Hướng Đông Tinh nói, đám truyền thông bên ngoài điên hết cả rồi, bọn họ đều anh đã đánh chết đà chủ của Long Môn Phân Đà Thượng Hải, Văn Dũng Phu. Tề Đẳng Nhàn liền nói, tôi không đánh chết ông ta. Chỉ ngắt mất một cánh tay của ông ta mà thôi, ông ta chạy thoát rồi. Hướng Đông Tinh hỏi, anh đang ở đâu? Tôi nghe nói có người đã đánh bom vào Thiên Cung Vân Đỉnh. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đồn xa. Bây giờ tôi đang ở khách sạn Thiên Địa, tôi đã thuê một phòng tổng thống. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải chuyện mà người thường có khả năng gây ra được. Kẻ gây ra những chuyện này có lẽ là một thế lực hoặc tổ chức lớn mạnh nào đó gây nên. Tề Đẳng Nhàn lạnh giọng nói. Hướng Đông Tinh thở phào nhẹ nhõm, bảo rằng, nếu anh bình an vô sự thì tôi cũng an tâm, hôm nay anh đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã, để ngày kia còn đi gặp Từ Ngạo Tuyết. Tề Đẳng Nhàn biết hôm nay hắn không chết, hẳn là Từ Ngạo Tuyết cũng sẽ thất vọng vô cùng. Chuyện này nhất định có liên quan đến Từ Ngạo Tuyết. Nhưng hắn lại không biết người sắp xếp bao nhiêu sát thủ như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa ngắt điện thoại với Hướng Đông Tinh, Tề Đẳng Nhàn lại nhận được cuộc gọi từ Phó Phong Vân. Tề chuẩn tướng, thành phố Trung Hải thị xảy ra chuyện, tôi cũng vừa biết tin. Phó Phong Vân thấp giọng nói. Phó lão, ông cũng biết rồi sao? Vừa nãy tôi và Trần Ngư bị đuổi giết khắp thành phố, không có một ai chìa tay ra giúp cả. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh. Phó Phong Vân nói, cậu hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, đắc tội nhiều người như vậy, bọn họ có quyền có thế, chỉ mong sao cho cậu chết quách đi, ai nấy đều bỏ một hòn đá xuống giết, không ai có thể chống đỡ được áp lực như vậy mà giúp cậu đâu. Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng im bặt, quả nhiên chuyện này có liên quan đến đám người Từ Ngạo Tuyết. Một bên muốn giết chết Trần Ngư, một bên muốn mượn tay thế lực này để phanh thây xẻ thịt Tề Đẳng Nhàn. Cho dù Tề Đẳng Nhàn không chết. Chỉ có Trần Ngư bỏ mạng, vậy thì hắn cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả của việc này. Nghĩ đến đây, hắn không thể không cảm thấy bực bội, để đạt được mục đích của mình, những người này thật đúng là không từ thủ đoạn, vô pháp vô thiên mà. Tề Đẳng Nhàn nói,
Phó lão có biết thế lực nào đã ra tay với Trần Ngư không? Phó Phong Vân nói với cậu cũng chẳng có vấn đề gì, là chính phủ Nam Dương ngấm ngầm bỏ ra một khoản tiền lớn, để cho một tổ chức tên là Huyết Khô Lâu ra tay với cô ấy. Tề Đẳng Nhàn chưa từng nghe nói đến cái tên này, trước kia khi làm quản ngục hắn đã nghe không ít tên tuổi, cho nên hiểu biết về thế giới ngầm cũng không ít, nhưng lại chưa từng nghe nói đến tổ chức này. Huyết Khô Lâu này được thành lập với Hồng Thiên Đô, một thành viên cấp cao của Cục An ninh Quốc gia đã đào tẩu khỏi địa phận nước ta. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Phó Phong Vân nói chuyện bằng ngữ điệu không vui. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, hắn đã được nghe về thanh danh của Hồng Thiên Đô từ lâu, thậm chí hôm nay còn nhắc đến người này với Hoàng Tình Ca. Hoàng Tình Ca muốn nhờ hắn giúp đỡ, hắn vốn không định trả lời. Nhưng tên Hồng Thiên Đô này cả gan dám mạo phạm đến hắn, quả đúng là vô cùng quá đáng. Hồng Thiên Đô đang ở Hoa Quốc sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, cho tôi biết vị trí của ông ta, tôi đi làm thịt ông ta là được. Thân phận của Hồng Thiên Đô quá nhạy cảm, sẽ không dễ lộ mặt đâu, cho dù hắn thật sự ở Hoa Quốc, hẳn cũng đã thay tên đổi họ, không thể tra ra được. Phó Phong Vân thở dài, người này là ung nhọt của nước ta, bởi vì hắn ta bỏ trốn. Không ít đặc vị và quan chức nước ta đã gặp tai bay vạ gió ở bên ngoài, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Phó Phong Vân nói, tôi sẽ cho cậu nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ này chính là bảo vệ lãnh đạo của thành phố Trung Hải, ngài Hoàng Văn Lãng. Lần này Tề Đẳng Nhàn lại không hề tỏ vẻ do dự, hắn cười nói, được thôi, tôi đồng ý với ông. Nếu là khi trước, nhất định hắn sẽ không đồng ý một cách thoải mái như vậy. Nhưng bây giờ đến cả căn nhà của hắn cũng đã bị đám Huyết Khô Lâu chó má kia đánh nổ, lửa giận trong lòng hắn vẫn còn đang sôi ùng ục, nếu không giết được tên đầu sỏ của tổ chức này để xả giận, có lẽ hắn ngủ cũng chẳng được yên giấc. Có điều nhiệm vụ cấp thiết của cậu vẫn là bảo vệ Trần Ngư cho thật tốt. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ phái máy bay quân đội tới đó hộ tống cô ấy trở lại Nam Dương. Phó Phong Vân thấp giọng nói, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì trầm ngâm một lát, hắn nói, phó lão không phải loại người lấy tính mạng của người khác ra để trao đổi lợi ích đấy chứ. Phó Phong Vân cũng im bặt. Một lúc lâu sau, ông ấy thở dài đáp, cậu có thể tin tôi. Được, Tề Đẳng Nhàn gật đầu đồng ý. Thân phận của Trần Ngư vô cùng, cho dù là chính quyền Hoa Quốc cũng chưa chắc đã một lòng một dạ với Trần gia một lòng, có rất nhiều kẻ muốn mượn cơ hội này để nhúng tay vào tình hình chính trị của chính phủ Nam Dương. Nắm được Trần Ngư ở trong tay, đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để chen chân vào bộ máy nhà nước Nam Dương. Lần này có vẻ Hồng Thiên Đô không đích thân có mặt ở Hoa Quốc, nhưng đám thủ hạ của hắn ta cũng không thể khinh nhờn. Hơn nữa, theo như tin tình báo tôi nhận được, giá trị vũ lực của Hồng Thiên Đô bây giờ rất đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong bèn hỏi, đáng sợ đến mức nào vậy? Phó Phong Vân nghiêm giọng đáp, ít nhất cũng từ cảnh giới đan kinh trở lên, cũng có khả năng đã đột phá giới hạn của nhân loại. Tề Đẳng Nhàn tức khắc cảm thấy hứng thú, cũng được đấy, cũng là dạng cao thủ. Chỉ mong ông ta sẽ đích thân tới giết Hoàng Văn Lãng. Tề Đẳng Nhàn từ trong phòng bước ra phòng khách, nhìn thấy Lý Vân Uyển đang xử lý vết thương cho Trần Ngư. Khuôn mặt của Trần Ngư bị xây sát rất nhiều chỗ, mắt kính nát vụn. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất kể từ khi cô ấy cất tiếng khóc chào đời đến giờ. Cô Trần, đã điều tra rõ tình tình, là do chính phủ Nam Dương bỏ tiền thuê một tổ chức tên Huyết Khô Lâu ra tay. Tề Đẳng Nhàn nói với Trần Ngư. Tôi cũng vừa được tin rồi, vừa nãy cũng định nói với anh, không ngờ anh cũng biết tin này sớm như vậy. Trần Ngư cười bảo. Lý Vân Uyển nói, cô đừng cười nữa, tôi không xử lý được vết thương đâu. Ấy chết! Trần Ngư bị cô ấy mắng mà thấy ngượng ngùng, vội vàng nghiêm mặt lại, để Lý Vân Uyển xử lý gọn gàng miệng vết thương cho mình. Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, xem ra mối quan hệ giữa Trần gia và chính phủ Nam Dương đang gay gắt vô cùng, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn cực đoan tới mức này. Trần Ngư nói, không sao hết, lần này tôi không bỏ mạng, khi trở lại Nam Dương, tất nhiên sẽ tìm bọn họ gây phiền phức. Lửa giận của Trần gia cũng không phải thứ có thể lôi ra để đùa bỡn, mỗi lần đối đầu với nước Nam Dương, lý do chủ yếu của bọn họ đều là vì ích lợi. Với tình hình hiện tại, Trần Ngư toàn mạng trở lại Nam Dương, vậy thì tất nhiên chính phủ đất nước này cũng sẽ phải trả một cái giá tương đương. Trần gia chẳng khác nào một vương tộc khác họ ngụ tại đất Nam Dương,
có nguồn quân sự riêng cũng như tài lực lớn mạnh. Nói theo cách này, phe chính phủ Nam Dương chính là bè phái Thiên Tử, đương nhiên muốn trừ khử vương tộc khác họ kia, nắm giữ toàn bộ quyền hành. Nhưng căn cơ của vương tộc khác họ này đã cắm rễ rất sâu, một bậc thiên tử không có chút quyền lực và địa vị nào như chính phủ Nam Dương cũng chỉ còn cách dùng đến những thủ đoạn hạ đẳng nhất, không có khả năng đối đầu trực diện với bọn họ. Ngày mai máy bay quân đội sẽ tới Trung Hải tới đón cô, đưa cô trở về Nam Dương bình an vô sự. Tề Đẳng Nhàn nói, có thể tin được chứ? Nếu như không đáng tin, tôi thà đi máy bay bình dân còn hơn. Trần Ngư nói, cho dù là quốc gia nào, cho dù là thế lực ra sao cũng không dám ra tay với máy bay bình dân, bởi hành vi này là hành vi khủng bố, sẽ phải đối mặt với hình phạt và sự truy nã của toàn thế giới. Tề Đẳng Nhàn nói, rất có uy tín, cũng rất an toàn, cô không cần lo lắng nhiều, chuyện này tôi có thể bảo đảm với cô. Trần Ngư nói, nếu như anh Tề đã nói như vậy, đương nhiên tôi phải tin rồi. Lý Vân Uyển bôi thuốc đến bước cuối cùng, sau đó cười bảo, xong rồi. Trần Ngư không nhịn được mà hỏi, cô cười cái gì? Lý Vân Uyển không kiêng nể gì mà đáp, tôi đang vui sướng khi người khác gặp họa đó. Trần Ngư nhìn Lý Vân Uyển bằng ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng mấp máy chẳng thành lời. Lý Vân Uyển liền đáp, hôm nay cô xuất hiện ở công ty, khiến cho tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác này của cô, đương nhiên là tôi thấy rất buồn cười rồi. Trần Ngư dở khóc dở cười. Lắc đầu bất đắc dĩ, khuyên rằng, vui sướng khi người khác gặp họa không phải là một việc làm tốt đẹp, không đáng khen đâu. Lý Vân Uyển cúi đầu thu dọn thuốc sơ cứu, khóe miệng vẫn còn ý cười như cũ, cũng không phải cô ấy cảm thấy vui lắm, chỉ đơn giản là cảm thấy khá thú vị mà thôi. Khó mà tưởng tượng được một người phụ nữ nhã nhặn tự tin như Trần Ngư lại có lúc chật vật, lôi thôi đến thế. Thậm chí Lý Vân Uyển còn muốn đào thật sâu. Muốn tìm xem cô ấy còn điều gì kỳ lạ khác hay không, nhất định cũng cực kỳ thú vị. Tề Đẳng Nhàn bảo nhân viên phục vụ của mang chút đồ ăn và rượu vang đỏ tới phòng, hắn kiểm tra trước xem có hay không độc, sau đó mới để Trần Ngư và Lý Vân Uyển ăn bữa khuya. Tôi vốn định nán lại Trung Hải thêm mấy ngày, thăm thú xem có nơi nào đáng để đầu tư phát triển hay không, không ngờ ngay ngày mai đã phải về nước rồi. Trần Ngư cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt bò mềm mịn, tỏ vẻ tiếc nuối. Lúc nào cũng có cơ hội, đợi đến khi tình thế ổn định trở lại rồi quay lại đây tham quan cũng không muộn. Tề Đẳng Nhàn nói. Tề Đẳng Nhàn cũng khá sợ hãi, nếu như không cẩn thận để Trần Ngư ngỏm củ tỏi ở chỗ này, vậy thì hắn cũng không đội được cái nổi này, có ma mới biết tai họa gì sẽ chờ hắn ở đằng sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Uyển nói, có thể suy tính đến việc đầu tư công ty dược. Nguồn cung cấp dược liệu cho các bệnh viện ở tỉnh Đông Hải chúng ta hầu hết đều đến từ các công ty khác, lĩnh vực này có rất nhiều chỗ trống để phát triển. Tôi thấy các lãnh đạo bên trên cũng muốn để người bản địa thầu vụ này, dù sao thì phù sa cũng đâu thể chảy ruộng ngoài được. Trần Ngư nói, ý kiến hay, vậy tôi sẽ đầu tư cho cô 200 triệu USD, cô lo liệu giúp tôi chuyện này là được. Lý Vân Uyển sửng sốt, nguồn tài lực dồi dào đến vậy sao, cô ấy mới chỉ thuận miệng nói ra. Trần Ngư đã có thể hào phóng chi ra 200 triệu USD sao? Cô ấy không tài nào đoán được, đây rốt cuộc là dầu nứt đố đổ vách, hay là kẻ ngốc nghếch lắm tiền. Thôi bỏ đi, chuyện của Thiên Lại cũng đã khiến tôi mày váng mắt hoa rồi, hơn nữa tôi cũng hay phải nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình mình nữa. Nếu như mở thêm một công ty dược, vậy thì chắc cái mạng này của tôi cũng đi tong mất. Lý Vân Uyển từ chối rất quyết đoán. Trần Ngư lại mỉm cười, ánh mắt thoáng thay đổi. Dường như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó nhưng không nói thẳng ra. Ăn một bữa khuya, uống thêm chút rượu, tới khi toàn thân được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến ầm ầm như sóng thủy triều. Trần Ngư ngáp một cái, bảo rằng, tôi nghỉ ngơi trước đây. Nhìn bóng dáng thướt tha là lướt của Trần Ngư, không hiểu sao Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy có chút tiếc nuối, tới ngày mai, hắn sẽ không còn cơ hội được gặp gỡ cô gái xinh đẹp thông minh tuyệt vời này nữa rồi. Nhìn bộ dạng lưu luyến không rời của anh kìa, hứ, hay là anh theo tới tận Nam Dương bảo vệ người ta luôn đi. Lý Vân Uyển nhéo lỗ tai Tề Đẳng Nhàn, cười hỏi. Nhìn điệu bộ ghen bóng ghen gió của em đi kia, hứ, sao em không mua một cái lọ mà đựng giấm của mình đi, vậy thì chẳng phải nhà mình đỡ tốn tiền mua giấm rồi sao? Tề Đẳng Nhàn dùng ngữ khí y hệt để đáp lời. Lý Vân Uyển im bặt, không nói lại được nữa.
Tới nửa đêm, Trần Ngư mơ mơ màng màng rời giường, uống thêm một chút rượu, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lại đi ra phòng khách rót nước uống. Cô ấy trông thấy một gian phòng khác vẫn còn le lói ánh đèn, tuy rằng hiệu quả cách âm ở đây rất tối, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chẳng có lấy chút tạp âm nào. Vì thế, âm thanh mỏng nhẹ kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Chết tiệt, Trần Ngư khẽ nhướng mày, không nhịn được mà chửi tục một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. Em mờ thanh như mưa nhỏ xuống chuối tây kia khiến cho tiếng uống nước của cô ấy chẳng khác nào phường đầu trộm đuôi cướp. Trần Ngư rón rén cất chiếc cốc đi, cẩn thận vặn nắp chai, từ tốn uống nữa, sợ làm hỏng chuyện tốt của người ta. Em đẹp hay là Trần Ngư đẹp? Nghe được lời này, Trần Ngư không kìm lòng được mà dừng bước. Đương nhiên là em đẹp. Vì sao? Người ta cao ráo, chân dài, là dạng tiểu thư xinh đẹp. Hôm nay trông thấy cô ấy nói chuyện bằng ngoại ngữ, em mà là đàn ông cũng sẽ hết lòng theo đuổi cô ấy đó. Hừ, chân dài mà không đi tất đen thì có tác dụng gì? Trần Ngư không ngờ đang trong lúc lâm trận mà hai người kia vẫn còn tâm trí bàn tới mình, chỉ biết nở nụ cười ngao ngán, sau đó mặt mày cũng dần trở nên tức giận. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Trần Ngư đang ngồi trên sofa ăn sáng. Chào buổi sáng, tới đây ăn sáng đi. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Trần Ngư nở một nụ cười rạng rỡ, quả thực khiến cho người ta tỉnh cả người. Chào buổi sáng, Tề Đẳng Nhàn vốn cũng không định để ý, nhưng lại trông thấy hai chân Trần Ngư đột nhiên hết, thay đổi dáng ngồi một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó, hai mắt hắn không thể rời ra khỏi cặp chân thon dài kia. Vãi! Bây giờ mà Lý Vân Uyển hỏi lại hắn câu ngày hôm qua, có lẽ hắn cũng không trả lời một cách khí phách như vậy được nữa. Sau khi ra khỏi phòng, Lý Vân Uyển cũng sững cả người. Không phải chứ, Trần Đại Tiểu Thư cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy. Ăn xong bữa sáng, Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của bên quân đội, bảo hắn đưa Trần Ngư đến sân bay. Trần Ngư lập tức nhòi cặp chân dài dưới lớp tất lụa đen ra đằng trước. Cho dù là Trần Đại Tiểu Thư phi thường, thanh cao thoát tục cũng sẽ để ý tới lời đánh giá của người khác đối với vẻ ngoài của mình. Hành động này của Trần Ngư, quả đúng là không cho người khác đường sống. Số lượng người ngoái lại nhìn theo cô ấy suốt dọc đường đi có thể mô tả bằng hai chữ khoa trương. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cũng không tồi, vô cùng mát mắt, dù sao nhìn thấy cảnh đẹp ý vui như vậy hắn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Suốt đoạn đường tới sân bay, bọn họ không gặp chút trở ngại nào, cũng không xảy ra sự cố nguy hiểm gì. Tề chuẩn tướng, anh vất vả rồi, những chuyện tiếp theo cứ để chúng tôi lo liệu là được. Một người đàn ông chào hỏi với Tề Đẳng Nhàn, sau đó đưa ra giấy tờ chứng thực danh tính. Quả nhiên bọn họ đã chuẩn bị sẵn máy bay quân dụng, hơn nữa cũng có thể bay theo lộ trình đường dài, có thể bay thẳng tới sân bay Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói với Trần Ngư, Trần Tiểu Thư, hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây, hy vọng lần sau gặp lại, mọi người vẫn còn bình an khỏe mạnh. Trần Ngư nghiêm túc đáp, có lẽ trước mắt anh Tề sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm cho tôi, cho nên cũng mong anh Tề bảo trọng. Dưới sự hộ tống của quân đội, Trần Ngư bước lên máy bay quân dụng, cô ấy dừng trước cửa khoang máy bay, quay đầu lại, mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay chào. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cũng vẫy tay với Trần Ngư, thuận buồm xuôi gió nhé. Trần Ngư bước vào máy bay, không bao lâu sau, máy bay cất cánh, bay thẳng về phía Nam Dương. Ồ, lưu luyến quá nhỉ. Lý Vân Uyển đứng ở một bên, hai tay đút túi, hỏi bằng một giọng điệu kỳ quái. Ha 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 ha, Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha hả, giang tay ôm lấy cổ cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, âu yếm dắt díu nhau rời khỏi sân bay. Hôm nay Tề Đẳng Nhàn không để Lý Vân Uyển đi làm, đương nhiên hắn cũng không đi, hai người dắt nhau đi xem phim, dạo phố, mua sắm đủ kiểu. Ngày mai sẽ phải làm việc cật lực, cho nên hôm nay hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt để điều chỉnh lại bản thân. Có lẽ thiền định là phương pháp tốt nhất, nhưng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cách ấy có vẻ không phù hợp với hắn lắm, tuy rằng hắn rất lười biếng, nhưng nếu như ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Xế chiều, Trần Ngư gửi tin nhắn cho Tề Đẳng Nhàn, nói rằng cô ấy đã đặt chân đến Nam Dương bình an vô sự, cũng đã hội họp với Trần gia, cảm ơn Tề Đẳng Nhàn đã chiếu cố. Ồ, Trần Ngư bình an đặt chân đến Nam Dương, anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười vui vẻ với Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm, Trần Ngư gặp nguy hiểm,
người lo lắng nhất là bọn họ. Nếu cô gái này xảy ra chuyện, không ai có thể gánh vác được hậu họa lớn như vậy. Tới lúc ăn tới, Hướng Đông Tinh tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời mọi người tụ tập lại để dùng bữa. Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển, Dương Quan Quan, cùng với một vài lãnh đạo của tập đoàn Hướng Thị và công ty Thiên Lại đều tề tựu. Ngày mai chính là một ải sống chết thật sự, hy vọng sự nỗ lực của chúng ta sẽ không đổ sông đổ bể. Hướng Đông Tinh giơ ly rượu, mỉm cười nói với mọi người. Vì ngày mai, mọi người đều sôi nổi hùa theo, uống một hơi cạn sạch. Chỉ có mỗi Tề Đẳng Nhàn không uống rượu, hắn chỉ uống nước trái cây, hòng duy trì trạng thái của cơ thể. Ngày hôm qua đã phải trải qua nhiều sóng gió như vậy, giờ phút này, trạng thái ban đầu của hắn vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, chỉ có mình hắn vùi đầu ăn ngấu nghiến, thịt bò, thịt dê không bỏ sót một miếng nào, chỉ cần thực phẩm có hàm lượng protein cao, hắn đều không buông tha. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Lý Vân Uyển là hiểu hắn, không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, còn dưới nước sốt lên bít tết cho hắn, vô cùng hiền huệ. Tới khi ăn uống no nê, Tề Đẳng Nhàn mới cảm thấy thoải mái, hắn nói, Hướng Tổng, đề nghị cô lát nữa sắp xếp cho mọi người đi tắm suối nước nóng, đặt dịch vụ massage gì đó đi, tôi muốn thả lỏng một chút. Đám người đi theo Hướng Đông Tinh nhiều năm lặng ngắt như tờ, bọn họ hiểu rõ tính nết của cô ta ra sao, không ai dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy trước mặt cô ta cả. Được, phí tổn ngày hôm nay đều tính cho tôi. Ngoài dự đoán là, Hướng Đông Tinh thản nhiên đồng ý với yêu cầu này. Mọi người trố mắt nhìn nhau một phen, sau đó mới đồng loạt hô hoán. Sau đó cũng cảm thấy mừng thầm vì Hướng Đông Tinh đã thay đổi. Trước kia cô ta luôn là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, chẳng có chút tình người nào. Bây giờ Hướng Đông Tinh mới để cho mọi người chứng kiến được dáng vẻ sôi nổi, hiền hòa của mình. Nhưng tới khi tiệc tàn, mọi người chuẩn bị lên đường, Dương Quan Quan lại nói mình không muốn đi. Đừng lo mà, có phòng cho thuê riêng, nếu như cô không thích ở chung với người khác, vậy thì cứ thuê phòng là được. Hướng Đông Tinh nhìn cô ta mà bảo. Dương Quan Quan cười nói, thôi vậy, tôi không thu xếp được. Hướng Đông Tinh nghe vậy cũng không nhiều lời nữa. Dương Quan Quan thật sự không thu xếp được, hay là muốn để phòng tên biến thái nào đó, Hướng Đông Tinh cũng không nói rõ được. Mọi người thấy Dương Quan Quan nói không đi thì thất vọng vô cùng, dù sao thì đều được trông thấy thân hình nóng bỏng của Dương Quan Quan dưới lớp áo tắm, vậy thì hẳn là đêm nay sẽ vô cùng khó quên. Dương Quan Quan rời khỏi đám đông và trở về nhà, cô ta cởi hết quần áo, đứng trước gương phòng tắm. Trước gương, cô ta trông thấy sau lưng, trên đùi, trên cánh tay mình có đủ loại vết sẹo chi chít không theo quy tắc. Những vết sẹo này đều là dấu tích của một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Không phải tôi không muốn đi, nhưng tôi thật sự rất tự ti. Dương Quan Quan thở dài chua xót. Người khác nhìn thấy những vết sẹo này nhất định sẽ hỏi cô ta chuyện quá khứ. Nhưng những chuyện ấy đều là phần ký ức mà cô ta không muốn nhắc lại chút nào. Điều duy nhất khiến cho cô ta vui mừng chính là, Tề Đẳng Nhàn đã gửi tin nhắn cho cô ta, bảo cô ta sáng sớm ngày mai đến công viên Sâm Hải tập thể dục buổi sáng. Suối nước nóng Thiên Trì là nơi Hướng Đông Tinh thường xuyên lui tới, chi phí ở đây đương nhiên cũng không rẻ, có điều trình độ massage ở đây đúng là rất tốt, một tiếng ở đây cũng phải mất hơn 800 tệ. Mỗi khi mệt mỏi, Hướng Đông Tinh đều sẽ tới chỗ này tận hưởng suối nước nóng, thuê người massage toàn thân, cô ta đúng là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển độc chiếm một cái ao nhỏ, hắn phất tay bảo đám đàn ông háo sắc kia biến ra xa một chút, hưởng thụ cảm giác được đắm mình trong làn nước ấm áp, trong nước còn có cá nhà nuôi bơi tới để ăn tế bào chết của da. Vừa thưởng thức dáng người không chê vào đâu được của Lý Vân Uyển, vừa hưởng thụ suối nước nóng, cuộc sống này quả thực quá tuyệt vời. Đáng tiếc Dương Quan Quan không có mặt ở đây, nếu như có thể ngắm cả dáng người cô ta, vậy chắc chắn sẽ sướng lên tận mây xanh mất. Tề Tổng, Hướng Tổng gọi ngài qua đó. Tề Đẳng Nhàn đang cười nói với Lý Vân Uyển thì thấy thư ký đến thông báo với mình. Thư ký của Hướng Đông Tinh mặc bikini màu trắng, cặp đùi thon dài tuyệt đẹp, khuôn mặt diễm lệ, còn cố tình liếc mắt đưa đẩy. Tề Đẳng Nhàn bỗng thấy buồn cười, cô này đúng là không có lúc nào quên việc muốn lên giường với mình mà. Anh đi nói chuyện với Hướng Đông Tinh, em cứ tắm đi. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, vươn vai hai cái, khiến cho mọi người xung quanh đều ghé mắt qua nhìn. Mọi người đều là đám dân văn phòng bụng bia,
chỉ có Tề Đẳng Nhàn có được dáng người đáng ngưỡng mộ như vận động viên, thực sự làm cho bọn họ hâm mộ vô cùng. Tề Đẳng Nhàn đi theo thư ký ra phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào, bên trong có hai chiếc giường, được ngăn bởi một lớp màn mỏng. Hướng Đông Tinh nằm trên một chiếc giường, thấy Tề Đẳng Nhàn tới, cô ta nói cứ tự nhiên. Tề Đẳng Nhàn nằm ngay xuống chiếc giường bên cạnh cô ra, không bao lâu sau, hai nhân viên massage nữ khoảng chừng 30 tuổi tiến vào. Dịch vụ massage 800 tệ một tiếng, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn vô cùng thích thú. Đây chính là massage chân chính, không có bất kỳ yếu tố tiêu cực nào, khác hẳn với loại massage 800 tệ một tiếng khác. Tề Đẳng Nhàn nằm sấp xuống, trong lúc nghiêng đầu, hắn không kìm được mà nuốt nước miếng. Dưới lớp màn mỏng mơ hồ kia, hắn trông thấy Hướng Đông Tinh đang cởi áo tháo thắt lưng, sau khi nằm sấp xuống, toàn bộ tấm lưng trắng nõn của cô ta lộ ra bên ngoài. Vốn định nhìn thêm mấy cái, nhân viên massage kia đã phủ lên lưng cô ta một lớp khăn lông, thoa tinh dầu lên tay để bắt đầu massage. Người xưa đã rút ra kinh nghiệm, rằng thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm lại chẳng bằng cầu mà không được. Hiện tại loại tình huống này là có thể mặt bên xác minh lời này vẫn là rất có đạo lý, nếu liền như vậy thẳng lăng lăng xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến một cái thượng bối cùng hai vai, có lẽ sẽ không như vậy làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Trước tình cảnh lúc này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mấy lời kia của người xưa cũng khá có lý, nếu như tấm màn kia không tồn tại, hắn có thể trông thấy cả tấm lưng cùng hai bờ vai trần, nhưng chỉ có như vậy thôi thì không đủ khiến người ta hồn bay phách lạc. Nhưng cách một tầng vải mỏng, lại chỉ được chứng kiến thân hình quyến rũ kia dưới lớp khăn lông, đương nhiên người ta sẽ được phát huy trí tưởng tượng. Tề Đẳng Nhàn, ngày mai chúng ta có đi không? Hay là kéo dài thêm hai ngày, chờ anh điều chỉnh ổn thỏa mới đi? Hướng Đông Tinh nhắm mắt tận hưởng dịch vụ massage, nhưng vẫn không quên bàn chuyện. Đi chứ, sao lại không đi? Tề Đẳng Nhàn dứt khoát gật đầu, sau đó quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền, nếu không hắn sẽ xấu mặt lắm. Nhưng trong mắt lại không nghe theo ý chủ nhân, cứ chăm chăm hướng về phía bên kia của lớp màng ngăn. Hướng Tổng, cô massage thì massage thôi, có thể đừng kêu thành tiếng không? Tề Đẳng Nhàn cười khổ. Không phải rất thoải mái sao? Hướng Đông Tinh vui vẻ đáp. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu về hướng khác, sau đó yên lặng hưởng thụ dịch vụ massage. Không thể không nói, đây không hổ là tay nghề với mức giá 800 tệ một tiếng, quả thật vô cùng dễ chịu. Cho dù là kẻ khó tính như Tề Đẳng Nhàn cũng không soi ra điểm đáng chê nào. Hướng Đông Tinh lại hừ một tiếng rồi bảo, chuyện ở nước ngoài tôi đã lo liệu rồi, đợi bao giờ chuyện ở đây kết thúc. Chúng ta có thể chuyển tiền qua bên đó, tiến hành thu mua. Đây là lần đầu tiên Tề Đẳng Nhàn cảm thấy giọng nói của đàn bà có sức hấp dẫn kinh người đến vậy, chẳng khác nào trăm ngàn cái móng vuốt đang cào cấu trái tim. Trong tình cảnh mập mờ này, cho dù đối diện là một cô gái bình thường, chỉ e hắn cũng cho rằng đây là tô đát kỷ hại nước hại dân. Cách làm việc của cô khiến tôi rất yên tâm, sau này không cần nói với tôi những chuyện như vậy nữa. Tề Đẳng Nhàn lười biếng đáp. Được, Hướng Đông Tinh vui vẻ lên tiếng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân không thể nào nhẫn nhịn được nữa, còn chưa tới một tiếng, hắn đã phất tay bảo nhân viên massage rời đi, sau đó khoác lớp áo tắm lên người, nói lời tạm biệt với Hướng Đông Tinh. Hướng Đông Tinh kinh ngạc hỏi, không thoải mái sao? Tề Đẳng Nhàn nói, không, vô cùng thoải mái, tôi không thể an nhàn như vậy được, sẽ nghiện mất. Thật ra Hướng Đông Tinh không hề để ý đến việc Tề Đẳng Nhàn phần nhiều là do giọng nói của cô ta. Sau khi rời khỏi phòng, Tề Đẳng Nhàn mới hít sâu thở nhẹ, ngửa mặt hỏi trời, thế này ai mà chịu nổi chứ? Hắn vừa mới trở lại ao tắm, Lý Vân Uyển đã cười cợt, nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Hả người đàn ông 10 phút? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi. Em cũng biết chọn chỗ để cạnh khóe đấy nhỉ? Hai là để anh cho em biết sự lợi hại của anh ngay tại đây luôn. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng điệu hung tợn. Ha ha ha, Lý Vân Uyển cười lớn, mang theo ý trêu chọc rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn giận tới mức trợn tròn hai mắt, nếu không phải điều kiện không cho phép, nhất định hắn phải cho cô gái này biết thiết bố sam của mình mạnh mẽ tới mức độ nào. Ngâm mình trong suối nước nóng xong, Hướng Đông Tinh đã ăn mặc chỉnh tề, giáp mặt với Tề Đẳng Nhàn ngoài đại sảnh. Cô ta tiện tay ném cho hắn một tấm thẻ mở cửa. Nghe nói nhà của anh bị bom nổ rồi, có lẽ trong thời gian này sẽ không tu sửa kịp, cứ tới căn này mà ở tạm đi.
Hướng Đông Tinh vô cùng hào sảng. Đây là muốn bao nuôi tôi sao? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Hướng Đông Tinh cũng ngẩn người, sau đó cười lạnh, bao em gái anh. Đần độn. Nói xong lời này, cô ta lắc đầu, lập tức rời đi. Thiên cung vân đỉnh của Tề Đẳng Nhàn bị bom nổ cho sụp một nửa, đang làm thủ tục với bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm kia khóc không ra nước mắt. Ai có mà ngờ được Hoa Quốc lại xảy ra chuyện kinh khủng khiếp như vậy chứ? Sửa sang lại nửa căn biệt thự, sau đó còn trang trí nội thất, chỉ e sẽ tốn mất mấy trăm triệu nhân dân tệ mất. Cũng may Tề Đẳng Nhàn đã đưa cho Lý Vân Uyển chiếc Aston Martin 177. Chiếc này đã được Lý Vân Uyển lái về nhà, nếu không công ty bảo hiểm sẽ phải chịu thêm cảnh dậu đổ bìm leo. Đêm nay không cần ở khách sạn, Tề Đẳng Nhàn nói với Lý Vân Uyển, quơ tấm thẻ mở cửa trong tay mình, mỉm cười tươi rói. Hướng tổng quả thật là một người hào phóng. Lý Vân Uyển cảm thán, cô ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, sao anh làm được hay vậy? Hừ, anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ đánh cho cô ta một trận mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt đáp. Hả, Lý Vân Uyển nghe xong cũng thấy đầu váng mắt hoa. Tề Đẳng Nhàn nói, đánh cho cô ta phát khóc, sau đó uống thêm chút rượu, vậy là cô ta điều chỉnh lại tâm thái. Lý Vân Uyển bỗng thấy dở khóc dở cười, còn có thể như vậy sao? Hướng Đông Tinh lạnh lùng cao ngạo không thích nói chuyện với người khác là sao chứ? Vậy chắc hơn phân nửa là giả vờ, chỉ cần đánh một trận là thay đổi. Tề Đẳng Nhàn đưa Lý Vân Uyển tới nhà mới, đây không phải biệt thự, mà là một căn hộ cấp cao, nhưng cũng có thể sánh với một căn biệt thự hạng sang. Căn này nằm ở tầng 30, là một căn phòng song lập, lại còn là căn hộ có khoảng không gian rộng rãi, cụ thể là khoảng 300 mét vuông. Cách bài trí thì càng không cần phải nói. Hoàn toàn đi theo phong cách Europa, đi vào bên trong, hắn có cảm giác như lạc vào cung điện Europa thời cổ, chỗ nào cũng đượm vẻ xa hoa, không có chút vết tích dầu sổi nào. Đây có lẽ là ngôi nhà mà cha của Hướng Tổng đã tự tay xây dựng. Đẳng cấp này thực sự xứng đáng là một nhà thiết kế đẳng cấp thế giới. Lý Vân Uyển dạo khắp căn nhà, càng nhìn càng thích mắt. Thậm chí, cô ấy còn cảm thấy này căn hộ này còn tốt hơn Thiên Cung Vân Đỉnh, cảm giác ở đây vô cùng thoải mái. Tề Đẳng Nhàn ngủ một giấc thoải mái dễ chịu, ngày hôm sau cũng dậy rất sớm, sau đó đi tới công viên Sâm Hải. Dương Quan Quan đã từng tới công viên này cùng Hoàng Sung, tự giác đứng lên ngồi xuống làm nóng người ở địa điểm mà Tề Đẳng Nhàn chỉ định. Dương Quan Quan đã tới bước nhập môn, Hoàng Sung cũng có đôi chút tiến bộ, khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khá vui mừng. Hôm nay luyện tập không tồi, từ ngày mai, Dương Quan Quan dùng một nửa thời gian để đứng tấn. Một nửa thời gian còn lại sẽ luyện quyền chính thức với tôi. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười dặn dò. Nhưng Dương Quan Quan lại chẳng vui vẻ gì, cô ta dè dặt hỏi, tối hôm nay anh sẽ đi gặp Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long có phải không? Tề Đẳng Nhàn nói, cô biết rồi đấy à? Dương Quan Quan nói, tôi cũng đâu phải kẻ điếc, nhóm lãnh đạo của công ty đều bàn về chuyện này. Tề Đẳng Nhàn nói, đã biết rồi còn hỏi, cô không phải kẻ điếc. Nhưng lại là một đứa ngốc. Dương Quan Quan tức khắc giận sôi máu, cả giận quát, anh có thể nói chuyện bình thường không hả, không làm được thì mau ngậm miệng lại cho tôi. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, thời gian không còn sớm nữa, mọi người đều đi làm đi, nếu đến muộn thì sẽ bị trừ lương. Hoàng Sung vừa định nói thêm gì, Dương Quan Quan đã nói, anh mau cút trước đi, tôi có chuyện phải nói với Tề Tổng. Hoàng Sung nhún vai, lắc đầu bỏ đu. Anh nhất định phải sống sót quay về đây, nếu anh có thể về đây bình an vô sự, tôi sẽ. Dương Quan Quan mím môi, vẻ mặt do dự, hai má ửng hồng. Cái gì? Sẽ để anh sờ nữa một chút. Nói xong câu đó, cô ta quay lưng chạy thục mạng. Tề Đẳng Nhàn sững sờ ngay tại chỗ, khí huyết sôi trào, chỉ với những lời này, hôm nay hắn nhất định phải cho Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long một trận ra trò. Từ Ngạo Tuyết đã tới nhà hàng từ sớm. Hôm nay cô ta đã ra giá cao bao trọn nhà hàng này. Một ông già khoảng chừng 60 tuổi mặc áo dài màu đen đứng bên cạnh cô ta, sau lưng còn có một tay nải màu đen, tay nải này dài khoảng chừng hơn 1 mét, trông có vẻ rất lớn, không biết bên trong chứa thứ gì. Ông ta chính là người được cả Từ gia cung phụng, hơn 20 năm trước đã được giới võ lâm ở Đế Đô phong là thương thần, Từ Ngọc Giai. Từ Ngọc Giai bình tĩnh lên tiếng, tiểu thư, trông cô có vẻ lo lắng. Rất ít khi trông thấy cô như vậy.
Từ Ngạo Tuyết cười nói, bác Từ, bác cũng nhìn ra sao? Xem ra gần đây trạng thái của tôi có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ? Từ Ngọc Giai nói, không sao hết, hôm nay nhất định sẽ giải quyết dứt điểm được chuyện này, tên đó sang nhượng thì tốt, không sang nhượng thì cũng vậy, đều sẽ chấm hết vào ngày hôm nay. Hai người đang hàn huyên, bỗng nhiên có tiếng người trẻ trung vang vọng từ bên ngoài truyền vào, đây mới chỉ là tiếng cười, nhưng lại khiến cho ly thủy tinh trên bàn rung lắc, nước bên trong cũng loáng thoáng gợn sóng. Triệu Hằng Vũ tới, hai hàng lông mày một trắng một đen của Từ Ngọc Giai hếch lên, ông ta nhàn nhạt nói. Sau đó, một người đàn ông trẻ cao khoảng 1m75 bước vào, trong tay thủ một đống bi thép to bằng ngón tay cái, vừa đi, anh ta vừa ném từng viên bi thép vào miệng, nuốt thẳng vào bụng. Từ Ngạo Tuyết vô cùng ngạc nhiên, cô ta nói, thầy Triệu, anh ăn bi thép như vậy có tiêu hóa được không? Triệu Hằng Vũ một tay ném hết những viên bi còn lại vào miệng, nuốt như nuốt đậu, cười nói, cô Từ không biết rồi, từ nhỏ tôi đã phải chịu khiếm khuyết trên cơ thể. Đến mùa đông, dạ dày của tôi sẽ không thoải mái cho lắm. Cho nên thi thoảng tôi sẽ nuốt một chút bi thép, ma sát cho dạ dày ấm lên. Đến lúc đó, cơn đau dạ dày bình phục, tôi lại khạc ra là được. Từ Ngạo Tuyết không khỏi ngạc nhiên, nếu như người bình thường nuốt nhầm kim loại, vậy nhất định sẽ phải phẫu thuật mới lấy ra được. Không ngờ Triệu Hằng Vũ này lại có thể nuốt từng ấy bi thép chỉ để tiêu trừ cơn đau dạ dày, quả là khó tin. Vậy vị đây chính là quản gia lớn của Từ gia. Thương thần Từ Ngọc Giai có phải không nhỉ, nghe danh đã lâu. Sư phụ tôi thường xuyên nhắc đến ông, nói rằng ông vô cùng lợi hại, đặt vào thời cổ đại, ông cũng có thể so với người như Triệu Tử Long vậy. Triệu Hằng chắp tay nói với Từ Ngọc Giai. Từ Ngọc Giai vốn không có nhiều hảo cảm với tên hậu bối thích khoe khoang này cho lắm, nhưng thấy anh ta nói đến sư phụ Triệu Biện Tử lại lập tức tỏ vẻ kính nể, chắp tay nói Từ mỗ tài hèn sức mọn, không dám nhận lời khen như vậy từ ngài Triệu Biện Tử. Triệu Hằng Vũ cười nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, dù sao cũng đã trôi qua rất lâu rồi, vậy mà chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp gỡ. Từ Ngọc Giai nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, sao thằng nhãi danh này lại dám khiêu khích ông ta cơ chứ? Nếu như thứ ông Từ có chỉ là hư danh, vậy thì mau quay về sớm một chút, đừng có làm lỡ thì giờ của tôi. Triệu Hằng Vũ cười lớn. Từ Ngọc Giai hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vào tay nải trên lưng, một bên vỗ một cái. Cái bọc bị tách ra, đồ vật bên trong nhảy ra ngoài từng cái một. Đầu tiên chính là một chiếc thương bằng bạc sáng chiếu, sau đó là vài thanh vũ khí bằng kim loại. Hai tay ông ta vung lên giữa không trung, không thấy động tác ra sao, chỉ thấy leng keng vài cái, đám gậy lập tức tụ thành một khối, mũi thương cũng ghép lại, nối với nhau thành một chiếc thương dài hơn 2 mét. Giới võ lâm thường dì tai nhau về, nguyệt đao, ngũ côn, nhân sinh thương. Ý nghĩa trong mấy từ nhân sinh thương này đương nhiên là thủ pháp có luyện cả đời cũng khó thành, ý còn lại là cây thương quý không dễ chế tác, thường phải mất đến nửa đời người để chế thành. Thậm chí có người khi bắt đầu luyện thương thì gieo xuống đất một hạt giống, sau đó che chở tỉ mỉ mỗi ngày, chờ đến khi cây giống trưởng thành, chém một nhát đứt lìa, sau đó dùng nước thuốc ngâm, rồi đẽo thành thân cây thương. Thương mà Từ Ngọc Giai dùng được tạo bởi sắt, nhưng cũng phải trải qua quá trình tinh luyện. Độ dẻo dai vô cùng tốt, đương nhiên không kém loại thương phải mất cả đời để chế tác kia. Trong nhà hàng có mở điều hòa sưởi ấm, cho nên trong nhà cũng khó tránh có ruồi bọ bay vào cái nhiệt. Đúng lúc này, có một con ruồi bay qua trước mắt, đậu trên một bức tranh treo tường. Từ Ngọc Giai vung bàn tay lên, thân cây thương được chế tạo bằng sắt vì vậy mà cong vèo một cái, sau đó đầu thương đâm một nhát vào bức họa kia. Mũi thương xuyên thẳng qua phần thân con ruồi kia. Làm nó chết tươi ngay tại chỗ. Nhìn về phía bức tranh treo tường, không còn sót lại chút dấu vết nào, một chút vết máu cũng không có, quả thực không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hằng Vũ nhướng mày, bất giác lại nuốt thêm một viên bi thép vào trong bụng, cố gắng kiềm chế cảm giác khiếp sợ trong lòng mình. Bái phục, ông Từ không hổ là thương thần, Triệu Hằng Vũ liên tục vỗ tay khen. Từ Ngọc Giai lạnh mặt, cây thương khẽ run lên. Sau đó cắm xuống mặt đất, ông ta nói, tôi cũng không rõ Triệu tiền bối đã dạy ra loại đệ tử như thế nào nữa. Như vậy có tư cách liên thủ với Từ mỗ hay không? Có đi mà không có lại thì quá thất lễ, Triệu Hằng Vũ dám khiêu khích ông ta, vậy thì đương nhiên ông ta cũng phải đáp lễ. Hay nói cách khác, bị một cái hậu bối nghi ngờ mà không đánh trả, chuyện này mà để truyền ra ngoài, ông ta biết để mặt mũi vào đâu. Triệu Hằng Vũ cười hì hì cầm một ly đầy nước lên.
anh ta đổ ly nước, lòng bàn tay đỡ lấy chỗ nước vừa đổ xuống. Sau đó, cổ tay anh ta khẽ chuyển động, lòng bàn tay rung lên với một tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp. Số nước kia không hề đổ xuống đất như lẽ thường, mà lại tụ vào trong lòng bàn tay anh ta, tạo nên một quả cầu bằng nước trong veo. Anh ta ôm lấy quả cầu nước, xoay khoảng 2-3 giây, sau đó mới nắm tay thật chặt, quả cầu nước nổ tung, lúc này nước mới chảy xuống từ kẽ tay anh ta. Ruồi bọ không thoát được, lông vũ cùng chẳng thể chen vào, biến không khí thành tấm lưới lớn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hay hay hay, công phu tuyệt lắm, Từ Ngọc Giai thấy vậy cũng lên tiếng tán thưởng. Không hổ là đồ đệ của Triệu Biện Tử, tuổi còn trẻ mà đã có công lực thâm hậu như vậy, rất lợi hại. Không tồi. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng truyền vào từ bên ngoài. Triệu Hằng Vũ và Từ Ngọc Giai đều vô cùng kính nể, không hẹn mà cùng chào hỏi, Ngọc Tướng Lĩnh. Người vừa tới đây chính là Ngọc Tiểu Long. Người có tên tuổi, như cây già có bóng. Tên tuổi của Ngọc Tiểu Long, dưới bầu trời này, không có ai mà không biết. Cho nên, hai người họ không hề nghi ngờ khả năng của Ngọc Tiểu Long, dù sao thì chiến tích hiển hách của cô cũng đã được bày ra trước mắt. Hai vị, tôi biết đối với hai vị mà nói, việc này có vẻ là chuyện bé xé ra to. Nhưng đây là thời khắc sống còn của tập đoàn Từ Thị, cho nên khó tránh phải bày ra tư thái sư tử vồ thỏ, như vậy mới có thể tránh được những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, hôm nay chưa chắc chúng ta đã phải động tay động chân. Tôi hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết một cách hòa bình. Ngọc Tiểu Long nhìn hai người họ, bình tĩnh phân trần. Cô vừa xuất hiện đã chiếm được thế chủ đạo, chẳng khác nào bà chủ của nơi này. Nhưng hiển nhiên, hai vị cao thủ đáng gờm này lại chẳng hề nổi đoá, vô cùng bằng lòng trước lời cô nói, ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Hằng Vũ thầm nghĩ, cô ấy chính là Ngọc Tiểu Long. Chẳng trách sư phụ thường xuyên nhắc tới cô ấy, thật là ghê gớm. Mày liễu chẳng nhường mày dâu, cho dù Hoa Mộc Lan, Võ Tắc Thiên có tới được thời đại này cũng khó mà bì được với cô ấy. Từ Ngọc Giai nhìn Ngọc Tiểu Long, ông ta cảm thấy khí thế của cô càng lúc càng kinh người hơn. Lần gặp gỡ trước, ít ra ông ta cũng nhìn ra được đôi chút về con người của Ngọc Tiểu Long. Nhưng lúc này đây, ông ta lại chẳng thể trông rõ một phân một tấc nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng bí hiểm. Triệu Hằng Vũ cũng đang đánh giá Ngọc Tiểu Long, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, cô gái này trông còn trẻ hơn anh ta, vậy mà công lực đã tới cảnh giới sâu không lường được. Hôm nay chúng ta hành động trên tiền đề đàm phán hòa bình, mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, nếu như không phải trường hợp không thể giải quyết được, mọi người nhất định không được động thủ. Ngọc Tiểu Long nói, thật ra cô cũng không tình nguyện lắm. Nhưng Từ Ngạo Tuyết cũng đã mở miệng nhờ vả. Hơn nữa áp lực mà Ngọc Gia đặt lên vai cũng nặng. Chẳng còn cách nào, hôm nay cô ấy mới xuất hiện ở đây. Thậm chí lúc này cô còn hy vọng Tề Đảng Nhàn đừng dại dột mà lộ mặt ở chỗ này. Nếu như vậy, cô cũng chẳng phải đối mặt với đống rối ren này thêm nữa. Ý nghĩ này không hề xuất phát từ tâm lý trốn tránh, mà từ sự cao ngạo. Lúc này, Tề Đảng Nhàn đã xuất hiện tại nhà của Hướng Đông Tinh với một bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Hướng Đông Tinh cũng chỉ trang điểm qua quýt, như thể hôm nay cũng chẳng phải dịp trọng đại gì, chỉ là gặp gỡ một vài người không đáng nể mặt mà thôi. Đi thôi, Hướng Đông Tinh cầm chìa khóa xe, gật đầu với Tề Đảng Nhàn, nghiêm giọng nói. Tề Đảng Nhàn thấy vẻ mặt cô ta có vẻ căng thẳng liền nói, nếu như cô có thể giữ được tâm thái như cách ăn mặc của cô lúc này thì tốt hơn đấy. Hướng Đông Tinh nghe xong chỉ cười bảo, hôm nay tới dự tiệc, e là có nhiều người đổ mồ hôi hột vì lo lắng cho anh lắm nhỉ. Lý Vân Uyển có nói gì không? Tề Đảng Nhàn nói, cô ấy hình như chẳng có gì khác, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn. Hướng Đông Tinh nói, quả là một cô gái tốt hiếm gặp. Tề Đảng Nhàn giả ngu, tốt chỗ nào chứ, cũng không biết cổ vũ tôi mấy câu. Anh đừng có ngồi đây giả vờ giả vịt nữa, cô ấy làm như vậy, chẳng lẽ không phải vì không muốn gây chút áp lực không đáng có nào cho anh sao? Cô ấy là người có trí tuệ, nếu không có chút tầm nhìn, khi trước cũng sẽ chẳng nhìn chúng anh đâu. Hướng Đông Tinh nói, nếu nói như vậy thì Hướng Tổng quả chẳng phải người có mắt nhìn người cho lắm nhỉ, khi trước cũng chỉ sắp xếp cho tôi một chức vụ soàng lấy lệ mà thôi. Tề Đảng Nhàn thản nhiên đối đáp. Bây giờ hắn đang thả lỏng hoàn toàn, cả người dựa vào lưng ghế, chẳng khác nào người không xương. Khi các đấu thủ quyền anh chuyên nghiệp chuẩn bị lên võ đài, bọn họ cũng sẽ thả lỏng hết cỡ, hoặc ít nhất là thả lỏng về mặt thể chất.
chỉ khi ra đòn, các thớ cơ mới được thỏa sức bung xóa. Tề Đẳng Nhàn lúc này cũng ở trong trạng thái như vậy, thả lỏng hết cỡ, chỉ khi nào phải chiến đấu, hắn mới tập trung cao độ, hơn nữa một khi ra đòn, sức mạnh của hắn sẽ là thứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Gần đây luôn luôn để bản thân trong trạng thái thư giãn, Tề Đẳng Nhàn cũng lĩnh ngộ được thêm rất nhiều quyền pháp ảo diệu. Tuy rằng người ta nói luyện quyền như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lui. Nhưng có đôi khi, dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghiêm túc nghĩ ngợi, ngược lại còn đạt được hiệu quả bất ngờ hơn. Giống như khi người ta đang chơi một trò chơi có độ khó cao, sau đó bị boss hành hạ đến chết đi sống lại. Nếu như người này nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó quay lại chơi game, sẽ phát hiện mình đã hiểu rõ chiêu thức của boss, đánh bại boss sẽ trở thành một chuyện dễ dàng. Hướng Đông Tinh nghe Tề Đẳng Nhàn trêu chọc cũng chỉ mỉm cười, lúc trước tôi thật sự đã khinh thường anh. Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ thì sao? Hướng Đông Tinh nói, bây giờ vẫn khinh thường anh. Tề Đẳng Nhàn tức khắc cạn lời. Luận về bản lĩnh chọc giận người khác, Hướng Đông Tinh cũng chẳng thua kém gì hắn. Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã dừng trước Hồng Môn Yến lần này, tuy không có 800 đao phủ trốn kỹ âm thầm đợi từ Ngạo Tuyết đập ly rượu làm hiệu lệnh, nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng đáng sợ, ẩn hiện luồng sát khí khiến cho người ta không thể không phát hiện ra. Tề Đẳng Nhàn xuống xe, nhẹ nhàng nhảy vài cái, khiến cho gân cốt vốn đã đường thả lỏng càng thêm thoải mái hơn, hắn nói bằng giọng điệu lười biếng, hôm nay coi như sự chuẩn bị quan trọng nhất của tôi trước khi trở lại đế đô đi. Nói xong lời này, đôi con người đờ đẫn của hắn nghiêm túc trở lại, bắt đầu có tiêu cự, đôi mắt sáng tựa trăng rằm. Đây là cự linh thần nhãn trong khái niệm của đạo giáo, cao thủ đánh nhau dùng ánh mắt để nói chuyện, thị lực không đủ coi như thua trước một nửa. Cao thủ võ học cũng rất coi trọng việc luyện tập thị lực của mình, Tề Đẳng Nhàn cũng luyện cự linh thần nhãn. Dưới trời hè chói chang, hắn sẽ nhỏ vào mắt loại thuốc đã được đặc chế, sau đó nằm lên ghế dài, dùng cách vận khí đặc biệt để rèn luyện cho đôi mắt, nhìn chằm chằm vào mặt trời lúc chính ngọ. Dần ra, thị lực của hắn càng lúc càng siêu việt, chỉ cần vận khí đôi chút, huyệt thái dương nổi cả gân, hai mắt lập tức sáng như đèn pha, chói mắt người nhìn. Có khí thế đấy nhỉ? Hướng Đông Tinh cười, duỗi tay khoác cánh tay hắn, cùng hắn bước lên những bậc thang. Nếu là người đàn ông bình thường, được người con gái ưu tú như Hướng Đông Tinh khoác cánh tay mà đi, có lẽ trong lòng sẽ có thêm chút dũng khí. Nếu là một kẻ công thành danh toại, sợ rằng sẽ chỉ về một phía mà nói, nhìn xem, đây là giang sơn mà tôi giành lấy cho người. Tề Đẳng Nhàn vốn đã vô cùng tự tin, có được tâm cảnh kiên định bất bại, lại được Hướng Đông Tinh cho thêm dũng khí. Thiếu chút nữa đã mở miệng nói lời bậy bạ. Hai người vừa tiến vào đã trông thấy bốn người đang ngồi xung quanh bàn ăn. Từ Ngạo Tuyết đứng thẳng người, mỉm cười rạng rỡ nói, có khách quý tới thăm, không kịp tiếp đón từ xa. Hoan nghênh hai vị. Ngọc Tiểu Long mặt lạnh như tiền, nhàn nhạt quét mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, ánh mắt hai người vô tình va vào nhau. Đôi con người Ngọc Tiểu Long cũng sáng ngời ngời, dẫu mới chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hai mắt mình nhói đau, như thể bị đèn led chiếu vào vậy. Từ tổng, nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn rạng ngời như xưa. Hướng Đông Tinh bước tới đáp lại lời chào hỏi của Từ Ngạo Tuyết bằng thái độ không nặng không nhẹ. Kẻ thù gặp nhau thường sẽ phùng mang trợn mắt. Nhưng hai người này gặp mặt lại cười nói vui vẻ, cho người ta một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng có bao nhiêu mạch nước ngầm đang sục sôi mãnh liệt giữa hai người họ. Không có ai đoán biết được. Là tên này sao? Khi Triệu Hằng Vũ và Từ Ngọc Giai nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, bọn họ đều ngẩn người, trong lòng cảm thấy khá hoang đường, chàng trai trẻ với điệu bộ lười nhác này đáng để bỏ họ liên thủ đối phó à? Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay nõn nà trắng như ngọc của Hướng Đông Tinh, bảo cô ta buông tay mình ra. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới giữa sảnh, nhưng lại không đi về phía bàn ăn. Đứng ở chính giữa nhà hàng, Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, đừng nói nhảm nữa, lập tức lên hết đi. Hắn vừa dứt lời, ngay cả Hướng Đông Tinh cũng ngẩn người. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh, Tề Đẳng Nhàn, anh có ý gì? Tề Đẳng Nhàn không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén, mỗi lần nhìn qua ai cũng khiến cho kẻ đó có cảm giác như lưỡi dao vừa liếm qua mặt mình vậy. Hướng Đông Tinh tức khắc ngồi xuống bàn, nhấc đũa lên, cười nói, tôi cảm thấy hơi đói bụng. Mạn phép dùng bữa trước, Từ tổng không ngại chứ? Hai người có vẻ đã phân công rõ ràng. Cô ta phụ trách xinh đẹp như hoa,
ngoan ngoãn ăn cơm, còn hắn phụ trách cầm thương cưỡi ngựa, chinh chiến xa trường. Ngọc Tiểu Long thở dài nói, Tề Đằng Nhàn, đừng kích động như vậy, tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn. Chúng ta vẫn có thể giải quyết theo cách hai bên cùng có lợi, không nhất định phải tới bước đường kẻ sống người chết. Từ Ngọc Giai từ tốn cầm lấy cây thương. Còn Triệu Hằng Vũ cũng từ từ đứng dậy. Khí tức của hai vị đại cao thủ này như có thể rời non lấp biển, khiến cho Hướng Đông Tinh còn không thể cầm nổi đôi đũa trong tay. Cô ta cũng cảm thấy khá lo lắng. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại vô cùng dễ chịu. Nếu thắng thì là chuyện đáng mừng, còn nếu thua, vậy cùng nhau xuống Hoàng Tuyền là được. Từ Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía Hướng Đông Tinh, lạnh giọng nói cô không sợ chết sao. Hướng Đông Tinh bình tĩnh đáp, đương nhiên là tôi sợ chết. Từ Ngạo Tuyết liền bảo, vậy cô không định thương lượng sao? Hướng Đông Tinh nói, không có gì để thương lượng, hơn nữa, cả một đời người, ai cũng phải trải qua mấy lần đánh cược tất tay. Anh ta là con át chủ bài của tôi muốn xem mình có thể giành lấy phần thắng hay không. Khi nói lời này, Hướng Đông Tinh ngẩng đầu lên, đối chọi với ánh mắt sắc bén của Từ Ngạo Tuyết, để lộ rõ khí phách ngạo nghễ, ngông cuồng. Từ Ngạo Tuyết cũng bị khí phách này của Hướng Đông Tinh làm cho kinh sợ, cô ta nói, chúng ta cũng đâu nhất định phải đi tới bước đường cô sống tôi chết, hai bên đều có thể lùi một bước mà. Hướng Đông Tinh lắc đầu, cô ta đáp, lùi thế nào đây? Các người tổn thất nhiều tiền như vậy, bảo tập đoàn Hướng thì chúng tôi đập nồi bán sắt cho các người chắc. 500 triệu đô la kia cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nếu chúng ta thất tín với người khác, vậy thì tiếp theo đây, xui xẻo chính là chính chúng tôi. Cho nên bước này, thứ cho tôi không lùi được. Khuôn mặt Từ Ngạo Tuyết trở nên âm trầm. Nếu bây giờ nói cô ta không hối hận khi xen vào vũng nước đục ở vùng Trung Hải này, vậy thì hẳn là nói dối, nếu không phải vì thấy tập đoàn Hổ Môn chèn ép tập đoàn Hướng thì sẽ đem lại lợi ích, vậy thì sao cô ta dám ra tay? Hơn nữa càng lún càng sâu, mọi nguồn vốn đều đổ hết vào trận chiến tài chính không có hồi kết này, muốn rút lui toàn thây còn phải nhìn sắc mặt của tập đoàn Hướng thị. Quả đúng là lời hay cũng chẳng khuyên được kẻ liều chết, nếu đã như vậy thì cứ chờ anh ta chết trước mặt cô, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp vậy. Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng nói. Ngọc Tiểu Long cũng chỉ biết thở dài, quả nhiên mọi chuyện đã tới nước này, cho dù không đến, hay không muốn ra tay, thì cũng chỉ là thiện chí một phía đến từ cô mà thôi. Tề Đằng Nhàn đứng ở giữa sân, hắn ngáp một cái, bảo, không có gì muốn nói nữa sao? Nếu không còn lời gì để nói, vậy thì mau động thủ đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải tới bước này. Bàn tay Từ Ngọc Giai run lên, đầu thương và thân thương nháy mắt bay lên trời, tay ông ta khẽ động đậy, leng keng vài tiếng, chỉ trong nháy mắt, cây thương bằng sắt dài 2 mét đã được lắp ráp xong. Triệu Hằng Vũ cũng cười ha hả bước tới, anh ta nói, tên họ Tề kia. Cậu cũng thật là ghê gớm, tuổi còn trẻ đã có thể khiến ba người chúng ta liên thủ hạ gục. Cho dù hôm nay có bị đánh chết ở chỗ này, vậy thì khi truyền ra ngoài, đây cũng là một chuyện vẻ vang. Khuôn mặt Tề Đằng Nhàn không có lấy một biểu cảm, hắn nhìn về phía Triệu Hằng Vũ, hỏi anh họ Triệu à? Triệu Hằng Vũ nói, đúng vậy, tôi họ Triệu. Tề Đằng Nhàn gật đầu, mỉm cười nói, lát nữa tôi sẽ đánh chết anh đầu tiên, tôi ghét nhất là người họ Triệu. Triệu Hằng Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bảo rằng, đúng là con kiến không biết trời cao đất dày, còn cả gan dám chống lại lệnh trời. Một đứa Triệu quen mà dám xưng lệnh trời sao? Tề Đằng Nhàn cười ha hả, chân phải tiến về phía trước một bước làm bước đệm, đặt trọng tâm của cơ thể ở giữa hai chân dang rộng. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch dưới chân hắn nứt toác ra chỉ trong nháy mắt, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti chẳng khác gì mạng nhện. Khóe mắt Từ Ngọc Giai giật nhẹ. Ông ta nói trời, đất, con người, tam tài hợp nhất, không phải thứ cậu ta luyện là bát quái trưởng đấy chứ. Triệu Hằng Vũ lạnh lùng đáp, tôi mặc kệ cậu ta luyện bát quái trưởng hay là hình ý quyền, hôm nay cậu ta nhất định sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Nói xong lời này lúc, anh ta dậm chân một cái, huỳnh một tiếng, đá cẩm thạch gạch lập tức nứt toác ra, toàn bộ nhà hàng đều ở chấn động, ly nước trên mặt bàn sóng sánh liên hồi, như thể sắp đổ đến nơi. Chỉ có Ngọc Tiểu Long vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng nghiêm chỉnh. Người cao ngạo như cô, sẽ không bắt tay với kẻ khác. Khi trước Triệu gia có thể đuổi cậu và cha cậu ra khỏi đế đô, chắc cậu cũng biết rõ, trên thế giới này luôn có những kẻ mà cậu không thể nào chọc nổi. Triệu Hằng Vũ đứng ở phía bên trái,
đi từng bước một về phía Tề Đẳng Nhàn. Bước chân của anh ta quét lên mặt đất, nền gạch trắng bóng loáng dần xuất hiện những vết lõm hình chân người, vừa nhìn đã biết lực chân của anh ta lớn đến mức nào. Từ Ngọc Giai bên cạnh cũng không sốt sắng, ông ta biết hôm nay nhất định phải giết người, nếu không giết chết Tề Đẳng Nhàn, vậy thì cái giá Từ gia phải trả sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cho nên, cho dù có phải từ bỏ thể diện của một bậc đại cao thủ, bắt tay với hàng con cháu như Triệu Hằng Vũ, ông ta cũng nhất định phải đánh chết Tề Đẳng Nhàn. Hà! Từ Ngọc Giai giống lên một tiếng phẫn nộ, thân thương rung lắc liên hồi, lao thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt khi đầu thương của ông ta lao ra, đầu nhọn cọ sát với không khí, khiến cho ánh hồng của kim loại ân ẩn hiện lên. Đã rất nhiều năm ông ta không đụng đến cây thương bạc này, hôm nay ra tay, cảm giác như binh sĩ mài kiếm 10 năm mới đợi được đến ngày ra quân. Cho dù là Triệu Hằng Vũ hay Từ Ngọc Giai, vào thời điểm này, bọn họ đều dành cho Tề Đẳng Nhàn một sự tôn trọng lớn nhất, đó là ra tay bằng toàn bộ sức lực. Mới chỉ là đòn đầu tiên, khí thế đã như hổ vồ sư tử. Tề Đẳng Nhàn nhìn mũi thương lao tới, ngay vào lúc này, cẳng chân hắn di chuyển, hóa thành dạng khỉ, khom xuống một chút, tránh được mũi thương lao về phía mình. Trong nháy mắt khi Từ Ngọc Giai đi tới bên cạnh hắn, ông ta bỗng nhiên cử động cánh tay, thân thương dài gần 2 mét cũng theo đó mà rung lên, uốn thành một vòng cung lớn, nện thẳng về phía xương sườn của Tề Đẳng Nhàn. Thương pháp là bộ môn khó luyện nhất, khi luyện thành, sức sát thương cũng là lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong lịch sử có nhiều mãnh tướng chuộng dùng thương như vật. Tay trái của Tề Đẳng Nhàn thả xuống, nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào thân thương, sau đó cơ thể lại tiến về phía trước. Đối phó với cao thủ dùng đại thương, đương nhiên là dùng cự ly. Kéo dài khoảng cách với họ thì chỉ có đường chết. Sau đó, Triệu Hằng Vũ cũng không lui mà tiến, khí thế mãnh liệt vô cùng, mặt mày cũng ngập tràn sát khí và vẻ kiên quyết. Cơ thể anh ta tựa rồng lớn, đi về phía trước giỡ một cái cột lớn, sau đó nện vào trán Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cũng không đỡ lấy, tiếp tục dùng hầu hình để né chiêu này, tựa như một con vượn có tay chân linh hoạt, tay vẫn đang đặt trên thân thương, tiến về phía trước khoảng chừng 1 mét, đây là phạm vi công kích phù hợp của hắn. Từ Ngọc Giai không né tránh, ông ta cũng không lui lại, bởi vì ông ta biết vẫn còn Triệu Hằng Vũ đang đứng sau hỗ trợ. Cho nên ông ta chỉ cần tiến công là được. Trước tình cảnh có thể bị Tề Đẳng Nhàn dùng một quyền đoạt mạng, ông ta cũng không màng sống chết, lập tức thu thương bạc lại, đuôi thương lại tiếp tục nện về phía đầu của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vừa định ra tay, lại cảm thấy sau lưng mình có kẻ đang định tung đòn hiểm các. Góc độ ra chiêu vô cùng xảo quyệt, hơn nữa khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn kim trung cháo hay thiết bố sam của hắn mấy lần, nếu như lách người qua. Chỉ e cũng sẽ bị đòn này đánh cho thịt nát xương tan. Tề Đẳng Nhàn biết rõ kẻ ra tay là Triệu Hằng Vũ. Hai người này có vẻ rất ăn ý, một người công, một người thủ. Từ Ngọc Giai phát huy lợi thế có binh khí, lực sát thương mạnh, phạm vi công kích lớn, Triệu Hằng Vũ phụ trách chặn hậu giúp ông ta, đề phòng ông ta bị Tề Đẳng Nhàn áp sát hạ dụng. Vì thế, hắn từ bỏ ý định đánh chết Từ Ngọc Giai. Chân trước lướt đi trên mặt đất. Tay phải nâng lên, hắn thuận thế nâng đuôi thương rồi quăng đi, gỡ bỏ vòng vây của Từ Ngọc Giai, thuận thế dùng bát quái bộ để xoay người. Xoay người lại, hai mắt hắn mở to, vừa hay trông thấy đòn linh dương quải giác của Triệu Hằng Vũ đang nhắm vào chỗ hiểm của mình. Không phải các người đều muốn xem bát quái trưởng của tôi sao? Được, tôi thỏa mãn cho các người. Tề Đẳng Nhàn nói nhanh, tốc độ còn nhanh hơn phát thanh viên, tới cả người nghe cũng chưa chắc đã nghe hết nội dung. Vào khoảnh khắc đối diện với Tề Đẳng Nhàn, Triệu Hằng Vũ bỗng nhiên cảm thấy tên này dường như cao lên trong nháy mắt, chẳng khác nào cự linh thần trong cách nói của đạo giáo, cao không thấy đỉnh, cho người ta cảm nhận được cảm giác bị áp bách vô hình. Cú đấm đáng sợ cũng lao theo khi hắn xoay người, không điên loạn, ngông cuồng hay hung ác, mà là một cảm giác vừa nặng vừa dày. Dày như trời, nặng như đất. Có sự rộng lớn của bầu trời, có sự dày nặng của đất. Chỉ trong một khắc khi đối đầu trực diện với Tề Đẳng Nhàn, thần hồn của Triệu Hằng Vũ đã phải chịu thương tổn nặng nề, khiến cho đòn đánh như rồng như hổ ban nãy cũng đã yếu đi đôi chút. Đối mặt với một đòn cuồn cuộn ào tới trước mặt mình như sóng cả, anh ta thậm chí còn bắt đầu nảy sinh ý định lẩn trốn. Cũng may thương của Từ Ngọc Giai cũng đủ nhanh đủ mạnh, khi Tề Đẳng Nhàn xoay người lại, nó đã kịp hướng về phía sườn eo của hắn. Nếu như đầu thương đâm trúng người,
chắc chắn phần thận sẽ bị đâm thủng. Tề Đẳng Nhàn không do dự một chút nào, hai chân vẫn thi triển bát quái bộ, như thể lướt đi giữa bùn lầy trơn trượt, chỉ hai bước đã tránh xa tận 3 mét. Chạy đi đâu? Triệu Hằng Vũ lấy lại tinh thần, anh ta gầm lên giận dữ, như mãnh hổ xuống núi mà đuổi giết Tề Đẳng Nhàn. Vừa lao đến gần, giao thủ với Tề Đẳng Nhàn, hai quyền mà anh ta đánh ra đều bị hắn làm chệch hướng. Nhưng quyền pháp của Triệu Hằng Vũ không đơn giản như vậy, sau hai quyền lại là hai quyền khác. Mỗi cú đấm đều díu vào nhau như tầm xuân nhà tơ. Thông bối triền quyền đã thất truyền nhiều năm đây sao? Tên Triệu Biện Tử này cũng có chút bản lĩnh, dạy được tên đồ đệ như thế này. Tề Đẳng Nhàn thầm kinh ngạc trong lòng. Hắn lấy trưởng làm đao, bát quái trưởng vốn xuất phát từ đao pháp, trưởng của hắn sắc bén vô cùng, liên tiếp cắt đứt đòn đánh của Triệu Hằng Vũ, hóa giải được rất nhiều quyền trọng yếu. Từ Ngọc Giai đã tới gần, phát động tấn công cách đó 2 mét hơn. Trường thương trong tay liên tục đâm thẳng, đánh vào sau eo, phần hông, và cả hai chân, cùng với hạ bộ của Tề Đẳng Nhàn. Cho dù là Tề Đẳng Nhàn một cao thủ cự phách, nhưng trước những đòn công kích này, hắn cũng khó mà chống đỡ nổi, phía trước phải đối đầu với Triệu Hằng Vũ, sau lưng lại phải lo né trường thương của Từ Ngọc Giai. Mới chỉ có hai chiêu, hắn đã không chịu được nữa, đành phải xoay thân, hóa thành hình rồng, lướt thẳng ra xa tận 5 mét. Trong những người ngồi ở bên bàn ăn, chỉ có Ngọc Tiểu Long có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ Ngạo Tuyết và Hướng Đông Tinh đều không theo kịp tốc độ này, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay là ai đang chiếm thế thượng phong. Động tác của bọn họ thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi dây thần kinh thị giác của người thường không thể nào theo kịp. Ngọc Tiểu Long vô cùng căng thẳng, ngón tay khẽ gập lại, trong lòng thầm nghĩ công phu của tên Tề Đẳng Nhàn này thật sự rất lợi hại. Hai người Từ Ngọc Giai và Triệu Hằng Vũ mà dám đơn đã độc đấu với anh ta, nhất định sẽ thua ngay từ chiêu đầu. Nhưng nếu hai người họ liên thủ thì khác. Thông bối triền quyền của Triệu Hằng Vũ là bộ chiêu cận chiến, chỉ cần lơ là một chút thôi sẽ bị anh ta chớp thời cơ đánh gãy tay. Trường thương 2 mét của Từ Ngọc Giai là vũ khí công kích ở cự ly xa, lực sát thương rất lớn, dù chỉ sơ sẩy một chút, trên người sẽ xuất hiện một vết thủng lớn ngay. Hai người này liên thủ quả đúng là thiên thời địa lợi, rất khó nắm bắt được cơ hội. Cô vẫn còn đang ngẫm nghĩ, giữa sảnh lại xuất hiện biến động lớn. Từ Ngọc Giai tay cầm trường thương, chiếm được quyền ra đòn trước, khi Tề Đẳng Nhàn đáp đất, ông ta lập tức đuổi theo, trường thương dài gần 2 mét lập tức ra đòn. Ánh kim của cây thương lập lòe, khiến cho người ta không trông rõ cây thương lao tới theo góc độ nào. Ngay lúc này, Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa thay đổi tư thế. Lập tức nương vào cú lướt khi nãy của mình, tiếp tục dùng chân đá văng ra đầu thương. Đầu thương vừa mới bay ra được hai tấc, Từ Ngọc Giai lại tức khắc áp cổ tay mình lại, đầu thương áp xuống, đánh thẳng về phía yết hầu của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thuận thế lui về sau một bước, sau đó lại tiếp tục mượn lực, nhấc chân lên đá thêm một cái, huỳnh một tiếng, hắn đá văng ra đầu thương. Cẳng chân vừa tung đòn của Tề Đẳng Nhàn hạ xuống, đương nhiên để lộ rất nhiều sơ hở. Triệu Hằng Vũ thừa cơ nện một đòn yến tử tam sao thủy từ phía sau cây thương của Từ Ngọc Giai. Với thân pháp của anh ta, có thể phá vỡ ba băng ghế đá dài xếp cách nhau 10 mét, chưa đến 2 giây, toàn bộ cơ thể đã có thể xuyên phá ba băng ghế dài bằng đá tảng. Nếu như ở trong tình huống một đối một, Tề Đẳng Nhàn có giơ chân cao một chút cũng không sao, nhưng hắn đang một đánh hai. Triệu Hằng Vũ nắm bắt cơ hội này, thừa dịp chân hắn vẫn chưa chạm đất mà ra đòn. Chỉ cần va chạm nhỏ thôi là có thể phá hỏng thế cân bằng của hắn, sau đó lập tức đánh hắn chết tươi. Cao thủ đối đầu, thường phân thắng bại trong thời khắc này. Nhưng Tề Đẳng Nhàn tập võ từ nhỏ, đã sớm thân kinh bách chiến, sao có thể không lường trước được điều này. Khi làm cai ngục ở U Đô, nhiều tên trùm sò khát máu như vậy đều phải ngả mũ khâm phục hắn, đây là điều mà người bình thường có thể làm được hay sao? Triệu Hằng Vũ lao ra từ phía trường thương. Vồ lấy Tề Đẳng Nhàn như hổ vồ mồi. Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa hạ chân, thậm chí còn bật cả chân lấy đà lên. Hắn nhảy thẳng lên không trung. Đây là điều tối kỵ trong thực chiến. Nếu như đã bay lên không trung, coi như mặc cho người ta làm thịt. Cho dù chưa bị đánh chết ngay trên không trung, thì khi tiếp đất, hắn cũng sẽ bị hao tổn khí huyết dẫn tới không giữ được trọng tâm, rất dễ bị đối thủ nắm bắt thời cơ mà đánh bại. Cậu chết chắc rồi. Triệu Hằng Vũ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn phạm phải sai lầm lớn như vậy thì thét lên điên loạn, dùng một đòn long toàn thiên, đánh về phía hạ bộ của Tề Đẳng Nhàn.
Nhưng khi Tề Đẳng Nhàn lăng mình lên không trung, hắn cũng không ngồi chờ chết, mà tiếp tục đổi chân, đá thẳng về phía bàn tay của Triệu Hằng Vũ. Cú đầu tiên, hắn đá thẳng vào giữa lòng bàn tay của Triệu Hằng Vũ, khiến anh ta đau đến nỗi trắng bệch cả mặt, miệng cũng không kìm được tiếng rên rỉ. Lực của cẳng chân bao giờ cũng lớn hơn lực tay một chút. Triệu Hằng Vũ còn chưa kịp ra chiêu thứ hai, Tề Đẳng Nhàn đã đổi chân khác, cú thứ hai, hắn đá thẳng vào vòng ngực của anh ta. Triệu Hằng Vũ không kịp nghĩ ngợi, giơ tay lên để che ngực, bảo vệ lồng ngực, xòe ra toàn bắt lấy bàn chân của Tề Đẳng Nhàn, nhưng lực chân này tiếp tục khiến mặt mày anh ta tái nhợt. Ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn đá cú thứ ba. Cú này chọc thẳng vào yết hầu. Triệu Hằng Vũ ớn lạnh trong lòng, anh ta đã chịu hai cú đá, khí lực hao tổn nghiêm trọng, chỉ e không có sức đỡ cú thứ ba này. Cũng may còn có Từ Ngọc Giai, ông ta dương thương bạc. Đầu thương chọc thẳng vào lòng bàn chân của Tề Đẳng Nhàn. Trong nháy mắt này, bàn chân Tề Đẳng Nhàn buông lỏng, đổi đá thành đạp, thân thể cũng mất đi sức thăng bằng trên không, bị sức hút của trái đất kéo xuống dưới. Hắn đứng một chân lên đầu thương, như thể mượn lực, lại bật lên trên không, đá vào vùng háng của Triệu Hằng Vũ. Triệu Hằng Vũ mới kịp thở một hơi, ưỡn ngực hóp bụng, khí tụ đan điền, tránh được cú đá này, đồng thời cũng vận lực đánh ra một quyền. Nhắm thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Trước quyền này, Tề Đẳng Nhàn cũng vừa hay tiếp đất, cơ thể chưa lấy được trọng tâm, đây là thời điểm có nhiều sơ hở nhất. Nhưng hắn vừa tiếp đất đã đá hậu, chân trước bỗng nhiên duỗi thẳng, đã vào đúng quần Triệu Hằng Vũ, cơ thể cũng nhún xuống một nhịp, trọng tâm dịch đến chân trước, thuận lực đá chéo, nửa người đều xuyên qua giữa hai chân Triệu Hằng Vũ. Cánh tay của hắn giơ lên, vừa hay chạm vào hạ bộ Triệu Hằng Vũ, trong lúc đó, hắn cũng gập vai, cong người, bộ vị kiên cố va mạnh vào phần háng của Triệu Hằng Vũ. Lần này hắn chọn cách khó hơn. A! À, Triệu Hằng Vũ gào ầm lên như con heo bị chọc tiết, toàn thân bay thẳng lên không trung trước đòn của Tề Đẳng Nhàn, khuôn mặt ngập tràn sự đau đớn và khiếp sợ. Đòn đánh khi tiếp đất này của hắn quả đúng là nước đi của thánh thần, không kẻ nào lường được. Cho dù là Ngọc Tiểu Long khi nãy cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn sẽ bị Triệu Hằng Vũ đánh trúng khi tiếp đất. Không chết thì cũng tàn phế. Ai mà ngờ được hắn có thể biến hóa linh hoạt như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói muốn đánh chết Triệu Hằng Vũ đầu tiên, vậy thì tất nhiên phải đánh chết anh ta đầu tiên. Hắn hận cả nhà họ Triệu đến tận xương tủy. Khi Triệu Hằng Vũ bị đánh bay còn phát ra kêu thảm thiết, nhưng khi nên người xuống mặt đất lại chẳng còn chút động tĩnh nào. Đòn vừa nãy của Tề Đẳng Nhàn đã dùng lực rất lớn, toàn bộ cơ dưới vùng lên đụng vào hạ bộ của Triệu Hằng Vũ. Đâm cho hai trái cả của anh ta nát tơi bời, nếu mà toàn mạng được thì cũng lạ. Cái chết của Triệu Hằng Vũ, có thể nói là vô cùng thê thảm. Xuất thân là đồ đệ của Triệu Biện Tử, cuối cùng lại đi đến bước đường bị đánh vào háng chết tươi. Từ Ngọc Giai cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra chóng vánh như vậy, nhìn động tác của Triệu Hằng Vũ, ông ta còn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, ai mà ngờ được phần thắng lại nghiêng về phía Tề Đẳng Nhàn chỉ trong nháy mắt. Này, Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy Triệu Hằng Vũ chết bất đắc kỳ tử thì kinh hãi đứng phắt dậy. Còn Hướng Đông Tinh thì thản nhiên chớp mắt, trên môi xuất hiện một nụ cười đẹp như hoa, cô ta biết lần này mình đã thắng cược rồi. Từ Ngọc Giai còn chưa kịp hoàn hồn lại, cây thương bằng sắt đã lập tức bật nảy lên, lao thẳng đến trước mặt ông ta. Không tốt, Từ Ngọc Giai biết bản thân đã phạm phải sai lầm chí mạng, vừa nãy ông ta đã lơ là cảnh giác, bị Tề Đẳng Nhàn áp sát mất rồi. Ông ta lập tức trông thấy hai bàn tay Tề Đẳng Nhàn như hai cánh của cối xay gió lao về phía đầu mình. Bát quái trưởng đáng sợ quá, trong lòng Từ Ngọc Giai chỉ còn lại cảm giác ớn lạnh. Tề Đẳng Nhàn ra tay, trưởng lực cuồn cuộn lao về phía mình như sóng thần, khiến cho ông ta cảm thấy như bản thân mình đang lênh đênh trên một con thuyền độc mộc, không có bất cứ điểm tựa nào, tự như nước chảy bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Ông ta xoay ngang cây trường thương trong tay. Cây thương chĩa thẳng lên trời, thành một cái giá đứng châm lửa đốt trời. Quỳnh, quỳnh. Hai trưởng của Tề Đẳng Nhàn nện thẳng lên thân cây thương, hai bàn tay cầm thương của Từ Ngọc Giai cũng bị đánh cho chấn động. Thân thương được chế tạo từ sắt tinh luyện bị hai trưởng này của Tề Đẳng Nhàn đánh cho cong vòng. Ngọc Tiểu Long ngay lập tức đứng phát dậy, lao thẳng về phía nơi chiến loạn, cô quát lớn, dừng tay lại. Tề Đẳng Nhàn đâu thể nghe lời cô nói. Hai trưởng đánh cho tay của Từ Ngọc Giai tê dại, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh thẳng về phía ông ta.
Từ Ngọc Giai chỉ có thể vứt bỏ trường thương trong tay mình, bỏ thương làm nắm đấm, giơ tay lên dùng đòn cận chiến thuộc bộ chiêu bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn. Tề Đẳng Nhàn từ trước đến nay luôn là kẻ ưa lấy cứng đối cứng, nếu người già này muốn so sức lực với hắn, vậy thì cũng chẳng có gì không tốt, hắn cũng sẽ không khiêm nhường. Hai tay Tề Đẳng Nhàn biến đổi, cũng hóa thành dạng hổ, nháy mắt từ bát quái trưởng chuyển thành hình ý quyền, khiến cho ông ta cảm thấy như con mồi đang bị hổ rình bắt. Quỳnh, dầm, quỳnh. Đánh được hai trường, bàn tay vốn đã tê dại của Từ Ngọc Giai bắt đầu run rẩy. Lúc này, Ngọc Tiểu Long đã đi ra phía sau, vươn rộng cánh tay, đấm thẳng vào ngay giữa lưng Tề Đẳng Nhàn, muốn cứu Từ Ngọc Giai. Nhưng lúc này, Tề Đẳng Nhàn lại từ hổ hình hóa thành đà hình. Đà hình là trưởng tượng trưng cho cá sấu, là dạng mạnh mẽ nhất. Hắn hóa thành đà hình, tránh khỏi đòn đánh của Ngọc Tiểu Long, đồng thời cũng lao thẳng về phía Từ Ngọc Giai. Vóc dáng của hắn cao hơn Từ Ngọc Giai chút ít, bây giờ lao thẳng vào người ông ta lại khiến cho người khác có cảm giác hắn nhỏ lại. Nhưng bây giờ hắn không phải chim non nép vào tổ, mà là một con cá sấu đi săn. Hai tay của hắn dang rộng, giống như cái miệng rộng của cá sấu, hung hăng đâm thẳng vào phần da dưới nách Từ Ngọc Giai, ngón tay cấu mạnh, như răng cá sấu găm thẳng vào da thịt. Tề Đẳng Nhàn ôm thân thể Từ Ngọc Giai xoay người, ném thẳng Từ Ngọc Giao về phía Ngọc Tiểu Long. Từ Ngọc Giai bị nắm vài hai nách, cảm giác đau đớn không tả thành lời xuất hiện, tới cả sức giơ tay cũng chẳng còn. Ông ta muốn thoát khỏi tay của Tề Đẳng Nhàn, lại phát hiện cơ thể đối phương vững như bàn thạch, có lẽ phải dùng hết sức bình sinh mới thoát ra được, hấp tấp như vậy thì không có cơ hội. Ông ta chỉ có thể đong đưa đầu gối, dùng chân để đá vào chân của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng đá được hai cái, chân hắn vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, còn đầu gối của ông ta lại đau như va phải đá. Ngọc Tiểu Long chỉ đành thu quyền lại, sau đó trơ mắt nhìn cơ thể Từ Ngọc Giai run bần bật như giật điện. Cô biết Tề Đẳng Nhàn đang dùng lực. Còn cô bây giờ thì lực bất tòng tâm. Đùng! Một tiếng vang rền. Thân thể Từ Ngọc Giai tựa như diều đứt dây, bị Tề Đẳng Nhàn ném cho bay ra xa, giữa không trung, máu tươi, thịt nát bay tứ tung. Ngọc Tiểu Long tập trung nhìn cho kỹ, chợt thấy hao cánh tay Từ Ngọc Giai đã bị ngắt đứt khỏi cơ thể ông ta, chỉ trong nháy mắt. Từ Ngọc Giai đã biến thành một cái gậy thịt người. Khi cá sấu cắn mồi cũng không cắn cho chết ngay, mà xoay tròn cơ thể mình, vặn vẹo thân thể con mồi, vặn gãy các chi. Tề Đẳng Nhàn vừa dừng đòn này đã vặt đứt hai cánh tay Từ Ngọc Giai, khiến cho chúng lìa khỏi cơ thể chủ nhân. Người không biết còn tưởng hắn chỉ đang bắt nạt người già tàn tật, vặt mất hai cánh tay giả của người ta mà thôi. Bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra dễ như bỡn. Bác Từ ơi! Mãi đến khi Từ Ngọc Giai va phải tường, chậm chậm rơi xuống đất, Từ Ngạo Tuyết mới hoàn hồn lại, giống lên một tiếng thê thảm. Cô ta trông thấy trên vách tường kia, một mớ máu thịt lẫn lộn, vô cùng kinh tởm. Hướng Đông Tinh đã chứng kiến tình cảnh tương tự rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy tình trạng của Từ Ngọc Giai, cô ta vẫn cảm nuốt nước bọt kinh hãi, da đầu tê dần. Trong tay Tề Đẳng Nhàn đang cầm hai cánh tay nhỏ máu đầm đìa, hắn cũng đang thở hổn hà hổn hển. Đấu với hai đại cao thủ, quả đúng là tốn rất nhiều thể lực. Nhưng có điều hắn cảm thấy trạng thái của mình cũng không tệ lắm, nhịp tim của hắn đập nhanh hơn, tốc độ lưu chuyển của máu cũng cực nhanh, cơ thể hưng phấn một cách bất thường. Từ Ngọc Giai nằm trên mặt đất, cười sâu thẳm, ông ta chút hết sức lực của mình để phong bế kinh mạch, co cơ bắp lại, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Làm xong những chuyện này, ông ta nhắm mắt lại, không rõ sống chết. Tề Đẳng Nhàn ném hai cánh tay của Từ Ngọc Giai qua một bên, nhìn Ngọc Tiểu Long, hắn bình tĩnh nói, nếu như cô ra tay, tôi cũng sẽ không lưu tình, có muốn thử không? Ngọc Tiểu Long nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta không nói gì, cô giơ tay lên trước, chuẩn bị tạo thành hình mỏ chim hạc, chân phải hơi nhích về phía trước, uyển chuyển chĩa xuống đất. Tề Đẳng Nhàn khẽ cười, hai chân bỗng nhiên khuỵu xuống, cánh tay phải nâng lên, cánh tay trái hạ xuống, bàn tay để vuông góc với cánh tay. Mí mắt Ngọc Tiểu Long khẽ thay đổi, tư thế Tề Đẳng Nhàn bày ra là nhị tự kiềm dương mã, đây là Vịnh Xuân Quyền. Có điều cô cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Tề Đẳng Nhàn hao tổn quá nhiều thể năng khi chiến đấu, khó mà tung ra sức mạnh như khi nãy, vậy nên mới chuyển sang Vịnh Xuân Quyền có lối đánh nhanh và ngắn để đối phó với cô. Vịnh Xuân Quyền vốn là môn võ do nữ sáng lập ra. Sức lực của đàn bà vốn thua kém đàn ông, cho nên chú ý nhiều đến lối đánh, cách ra đòn.
yêu cầu về kỹ xảo rất cao, là loại quyền pháp lấy yếu thắng mạnh. Tề Đẳng Nhàn đã hao tổn quá nhiều thể lực, lại phải chiến đấu với cao thủ đứng đầu như Ngọc Tiểu Long, không thể không cẩn thận một chút, đành dùng tới Vịnh Xuân Quyền. Ngọc Tiểu Long không muốn đánh trận này cho lắm, đặc biệt là lúc này, khi thể lực của Tề Đẳng Nhàn đã hao hụt rõ ràng. Cho dù thắng, cô cũng sẽ cảm thấy đây là một trận thắng chẳng vẻ vang. Nhưng hiện thực lại chẳng chiều theo ý Ngọc Tiểu Long, cô không muốn đánh, nhưng mọi chuyện xảy ra đã đẩy cô đến bước đường không thể không đánh. Anh vẫn kiên định không muốn ngồi xuống thương lượng đúng không? Ngọc Tiểu Long hỏi. Làm gì có gì để nói? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười lắc đầu. Hắn đang vừa nói chuyện vừa điều hòa lại nhịp thở của mình, vẫn duy trì tư thế Vịnh Xuân Quyền, không có bất cứ động tác nào khác. Từ Ngạo Tuyết mặt mày tái nhợt, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Cô ta biết nếu không thể giải quyết Tề Đẳng Nhàn, vậy thì cô ta sẽ phải trả cái giá đắt ra sao? Triệu Hằng Vũ đã chết, Từ Ngọc Giai cũng trọng thương, bị phế bỏ hai tay, riêng hai chuyện này cũng đã khiến cô ta không thể ngủ ngon giấc. Nếu như Ngọc Tiểu Long cũng gặp phải bất trắc gì, vậy thì cô ta cũng đã hết đường sống. Hướng Đông Tinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quét mắt nhìn Từ Ngạo Tuyết, cô ta nói, anh ta nói rồi, rằng sẽ tát sưng mặt cô lên, chẳng bao lâu nữa là làm được rồi. Từ Ngạo Tuyết dùng ánh mắt hung ác đáp trả Hướng Đông Tinh, sau đó, cô ta cũng nhận ra bản thân đã thất thố. Trước cô ta kia sẽ không như vậy, trước nay cô ta đều dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn tiễn kẻ dám chống lại mình về miền cực lạc. Nhưng giờ phút này, cô ta lại để lộ vẻ túng quẫn, điều này khiến cô ta nhận ra mình đã rơi vào thế khó. Tề Đẳng Nhàn động thủ trước, có lẽ tiếp tục nghỉ ngơi sẽ tốt cho hắn hơn, nhưng như vậy cũng sẽ để lộ nhiều sơ hở hắn. Tinh thần của con người không thể luôn duy trì ở trạng thái tập trung cao độ. Hắn đi từng bước về phía Ngọc Tiểu Long. Cách hắn chạy bước nhỏ về phía cô có vẻ khác buồn cười, vì trông không khác gì con gái chạy trên giày cao gót. Nhưng Ngọc Tiểu Long lại không dám lơ là, hai đại cao thủ ngã xuống trước mặt cô là một vết xe đổ lớn, nếu như lơ là, vậy thì kẻ tiếp theo nằm xuống sẽ là chính cô. Tề Đẳng Nhàn tới trước mặt Ngọc Tiểu Long, còn cách 3 mét, 2 mét, 1 mét. Trong 1 mét cuối cùng, hắn đột ngột thay đổi tư thế, chân phải tiến về phía trước, chân trái dẫm ra sau. Thân thể ngần như ngồi xổm xuống, hai tay cũng đặt một trước một sau. Lần này, trông hắn như đang cầm một cây thương. Thế quyền của hắn nháy mắt chuyển từ Vịnh Xuân Quyền thành Hình Ý Quyền. Ngay sau đó, hắn đánh thẳng về phía bụng Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long đã chuẩn bị tinh thần trước cú đấm tầm gần của Tề Đẳng Nhàn, nhưng cô không tài nào ngờ được hắn vừa áp sát lại bỗng nhiên thay đổi tư thế, vẫn dùng Hình Ý Quyền. Hơn nữa quyền này còn vừa nhanh vừa mạnh. Không mảy may yếu kém gì so với khi nãy, làm gì có dáng vẻ của một kẻ bị hao hụt thể lực. Ngọc Tiểu Long biết mình đã rơi vào cái bẫy của người ta. Cao thủ tranh đấu ngoài so võ nghệ cũng cần so cả trí tuệ, khinh tâm trá ý là những chiêu cơ bản nhất, dùng ngôn ngữ để chọc giận đối phương cũng là mẹo mà người học võ phải biết. Tề Đẳng Nhàn làm bộ cạn kiệt thể lực bày ra tư thế Vịnh Xuân Quyền, ai mà ngờ được hắn vừa áp sát được con mồi đã dùng tới Hình Ý Quyền mạnh mã. Hơn nữa cách đánh này còn là kiểu đập nồi dìm thuyền. Hình Ý Quyền là kiểu đón đánh thì được, nhưng không ngăn cản được, điều này được thể hiện ở kỹ xảo đặc thù của môn võ, đòn nào cũng không được để lại lực thừa thãi, là kỹ năng đánh chết người chỉ với một quyền. Chỉ cần đánh chúng thì thắng chắc, nhưng nếu không kịp rút tay, sẽ bị người ta chớp thời cơ, phản đòn hạ sát mình. Hoặc là đánh chết người ta, hoặc là bị người ta đánh chết, đây là lối đánh của Hình Ý. Đối mặt với đòn đánh bất thình lình này, tuy rằng Ngọc Tiểu Long có kinh ngạc trong giây lát, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã lấy lại tinh thần, bàn tay khẽ đưa xuống dưới, sau đó xòe ngón tay ra. Sau đó, cô bước nửa bước, chuẩn bị đi lên từ đằng sau, như đi thể sờ đuôi một con chim công, vô cùng nhẹ nhàng, thuận thế lao về phía Tề Đẳng Nhàn. Khổng Tước ôm đuôi à? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm. Chân trước đạp về phía cánh tay đang chuyển động của Ngọc Tiểu Long, sau đó lại giáng thêm một quyền về phía cô. Cú đấm này vừa mạnh vừa nhanh, ra chiêu sau nhưng lại tới trước. Ngọc Tiểu Long chẳng còn cách nào, đối mặt với tên điên này, cô chỉ thành tạm lánh mũi nhọn, hạ tay xuống chộp lấy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn. Tư thế của Tề Đẳng Nhàn cũng bắt đầu lung lay, thể lực của hắn thật sự đã tiêu hao quá độ, cũng không phải giả vờ. Xem chiêu đây. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng,
Sau khi nắm được nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn, tay cô hướng thẳng vào trong, gạt tay của Tề Đẳng Nhàn ra bằng một lực mạnh khủng khiếp. Sau khi làm xong hết thảy, cánh tay cô giống như một cánh cửa lớn sập mạnh, nhốt Tề Đẳng Nhàn ở bên ngoài. Đây là chiêu thượng bộ bàn lan chủy, gạt phăng tay của đối phương, ngăn ở ngoài cửa, sau đó đấm thẳng một cú, vô cùng đơn giản và thô bạo. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn có chút khó coi, Ngọc Tiểu Long quả nhiên không hổ là thiếu nữ thiên tài, tiến bộ rất nhanh, lúc này hắn thấy khả năng vũ lực của cô càng lúc càng có nhiều bước tiến vượt bậc. Hơn nữa với bộ môn thái cực quyền này của cô, vốn không phải luyện bằng hai tay không, mà bằng đao kiếm, búa rìu. Thái cực quyền là quyền pháp chuộng dùng trên sa trường, chiêu thượng bộ bàn lan chủy là điển hình nhất, ở giữa chiến trường, lấy khiên ra để đỡ, ngăn lại cánh tay của đối phương, sau đó bắt đầu bổ đao, chém giết đủ trò. Quyền pháp của Ngọc Tiểu Long được người xưa truyền lại, khi ra tay tuyệt đối không phải đòn thái cực bình thường của người học võ bây giờ, mà là dùng binh pháp để chiến đấu, vừa đáng nể vừa mạnh mẽ. Ngọc Tiểu Long đấm về phía này, Tề Đẳng Nhàn lách ngực để đỡ, nắm tay cọ qua áo của hắn, trên áo lập tức xuất hiện một vết rách khổng lồ. Mắt thấy đòn của mình không trúng, Ngọc Tiểu Long giơ nắm tay lên, đấm thẳng về phía thân trên của Tề Đẳng Nhàn. Đòn này chẳng khác nào một binh sĩ dùng khiên nhọn để đâm kẻ thù. Bàn tay còn lại của cô thủ sẵn đằng sau, đợi khi kẻ địch bị khiên nhọn đánh cho thất thủ thì lao lên tung đòn hạ gục. Đúng là có cao nhân chỉ điểm, Tề Đẳng Nhàn thấy Ngọc Tiểu Long dùng quyền pháp hung mãnh, không kìm được mà híp mắt. Có điều hắn cũng không phải người hay nhường nhịn, cắn răng một cái, sau đó dậm chân thật mạnh. Mặt đất nơi chân hắn dẫm xuống rung lên, uỳnh một tiếng, gạch lát dưới chân vỡ ra, một luồng gió thổi theo chiều xoắn ốc, chảy vào nắm tay dũng mãnh, cũng túm chặt thành quyền mà đấm lên cao. Rầm. Hai nắm đấm đụng độ với nhau, tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Ngọc Tiểu Long trắng nhợt cả mặt, bước chân chợt lùi lại vài phân, bàn chân xoay ngang ra, lấy lại thăng bằng trong nháy mắt. Tề Đẳng Nhàn thở hổn hển, hắn giống như tuấn mã mà nhảy về phía trước, dùng một quyền mạnh như pháo nổ mà đấm về phía Ngọc Tiểu Long. Người này thật dữ tợn. Trong lòng Ngọc Tiểu Long chỉ có một ý nghĩ, thể lực của đối phương đã hao tổn nghiêm trọng như vậy, ấy thế mà còn dám dùng đến chiêu thức không thể cản phá cũng khó phòng thủ này, quả thực khiến cho cô không biết phải làm sao. Ngọc Tiểu Long cũng không muốn nhường nhịn, cô tung ra trùng thiên pháo của Thái Cực Quyền, sức lực như đất, tính công kích như gió báo, lấy lực đối chọi với lực. Ba đòn liên tiếp của Tề Đẳng Nhàn đều bị Ngọc Tiểu Long lấy cứng đối cứng mà phá giải, hắn cũng không hoảng loạn, đổi thành thế hổ hình, hóa thành mãnh hổ, một thế võ vô cùng điển hình. Mắt thấy Tề Đẳng Nhàn hóa thành hổ hình mà lao về phía này, Ngọc Tiểu Long nhướng mày, đối chọi gay gắt, hai chân bắt đầu bước đà thành thế dương cung bắn hổ, muốn đấm chết Tề Đẳng Nhàn ngay tại chỗ. Nên phân thắng bại rồi. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn trở nên sắc bén, hổ trảo lờ mờ xuất hiện màu đen nhạt, các ngón tay như thể được chế tạo bởi thép, mạch máu nổi đầy, trông vô cùng đáng sợ. Ngọc Tiểu Long bỗng thẫn thờ, không phải hổ hình, mà là ưng trảo thiết bố sam. Trong thời khắc quan trọng này, trong đầu hai người đều có cảm giác sởn tóc gáy, ớn lạnh sống lưng. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long đồng loạt khựng lại giữa không trung, hai người đều không rút được nắm đấm kia ra. Sau đó, cơ thể cả hai đều không hẹn mà cùng lách qua một phía. Đoàng! Tiếng súng đinh tai nhức óc truyền đến. Sau đó, Hướng Đông Tinh và Từ Ngạo Tuyết lập tức trông thấy cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên được. Sau eo Tề Đẳng Nhàn bị viên đạn xuyên thẳng qua, sau khi viên đạn xuyên qua cơ thể hắn, lại hung hăng găm vào cơ thể Ngọc Tiểu Long, sau đó lại xuyên qua người cô, kéo theo một đống máu tươi. Thân thể Tề Đẳng Nhàn lập tức bổ nhào về phía Ngọc Tiểu Long, hai người lảo đảo một hồi, sau đó ngã lăn quay ra mặt đất. Trận chiến kịch liệt kết thúc ngay vào lúc này, chỉ vì một viên đạn bé tin hin. Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long không hẹn mà cũng ho ra máu, tuy rằng hai người đã dùng hết sức để tránh khỏi tổn hại, nhưng vết thương mà viên đạn này mang đến cũng không nhỏ. Sau khi ngã xuống đất, Tề Đẳng Nhàn ra sức lật người, đồng thời cũng dùng chân đá lên người Ngọc Tiểu Long. Thân thể Ngọc Tiểu Long trượt ra xa chẳng khác nào lướt trên hồ băng, đạp vào chân một chiếc bàn, còn về phía Tề Đẳng Nhàn, hắn cũng lăn ra phía sau một chiếc sofa. Đoàng, đoàng! Lại thêm hai viên đạn nữa lao xuống, găm thẳng vào nơi hai người vừa đứng. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn phản ứng mau lẹ,
vậy thì hai phát súng này đã kéo cả hắn và Ngọc Tiểu Long xuống hoàng tuyền. Từ Ngạo Tuyết ngẩn người một lúc, nhưng chẳng bao lâu cô ta đã hoàn hồn lại, tức giận quát, giết hướng Đông Tinh. Một bóng người không biết từ đâu nhảy ra, đi về phía hướng Đông Tinh. Ngay lúc này Tề Đẳng Nhàn đứng phát dậy từ mặt đất, miệng vết thương đã không còn đổ máu, cơ bắp quanh thân đều căng chặt, như thể không mảy may có mệnh hệ gì. Hắn xoay người một cái, hóa thành long hình, cơ thể vô cùng mau lẹ, tức khắc đuổi tới nơi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tới muộn một bước, tên tử sĩ nhảy ra từ một góc, găm một đao vào hõm cổ hướng Đông Tinh. Gừ! Tề Đẳng Nhàn mặt đỏ tía tai, toàn thân từ trên xuống dưới vận hết sức lực để hét lên một tiếng. Từ hơi thở của hắn, không khí ngưng tụ thành kiếm, lao ra từ trong miệng hắn, giống như tiên kiếm trong những câu chuyện giả tưởng thời xưa, có thể giết người cách xa ngàn dặm. Kiếm khí này đâm thẳng vào mặt tên tử sĩ kia. Vì vậy, hai mắt tên tử sĩ bị đâm phải, chịu ảnh hưởng lớn, đao trong tay cũng bị chệch hướng, động tác cũng chậm lại một nhịp. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng đuổi tới, tay phải giơ cao, đánh một chưởng trời giáng vào huyệt thái dương của tên nọ. Cú đánh này khiến cho tên tử sĩ kia bay ra xa, cả đầu liên tục co giật, người còn đang lơ lửng trên không trung, cơ thể đã tử vong trong tình trạng thất khiếu đổ máu. Sau khi đánh ra đòn này, Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn kiệt quệ, thân thể dường như bị ép khô trong nháy mắt, phịch một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cơ thể cũng ngã xuống theo. Hướng Đông Tinh phản ứng rất nhanh, cô ta duỗi tay đỡ lấy Tề Đẳng Nhàn, để hắn tựa vào lồng ngực mình như bế một đứa trẻ. Cũng không chẳng buồn để bụng cái tính hám gái, hay suy nghĩ bậy bạ của hắn. Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ thoi thóp trong lòng hướng Đông Tinh một lúc, sau đó lập tức ngồi dậy. Hắn vừa quay đầu đã lập tức bóp lấy cổ Từ Ngạo Tuyết, hung hăng ấn cô ta dán chặt vào ghế. Con đàn bà thối tha này, ngấm ngầm giở trò với tôi có phải không? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lẽo âm trầm, trên mặt vẫn còn sát ý, ngón tay không hề nể nang mà nắm chặt cổ cô ta. Ít hầu Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn bóp chặt, không thể hít thở một cách bình thường, tình trạng thiếu khí khiến cô ta hoảng loạn mà múa may giãy giụa liên hồi. Nhưng dù có giãy giụa như thế nào cũng chẳng thể thoát nổi, không thể nào đối chọi lại bàn tay như gọng kìm của Tề Đẳng Nhàn. Chỉ trong một chốt, sắc mặt Từ Ngạo Tuyết từ trắng chuyển thành xanh, bắt đầu trợn trắng mắt, đầu lưỡi cũng bắt đầu lộ ra ngoài miệng. Hướng Đông Tinh kinh hãi hô lên, nương tay đi, đừng có bóp chết cô ta. Ngọc Tiểu Long cũng miễn cưỡng đứng dậy, ho khan liên tục, thấp giọng nói, buông cậu ấy ra, tay súng kia không phải do cậu ấy sắp xếp, có kẻ khác ra tay. Tề Đẳng Nhàn nói, sao mà cô biết chắc được? Người đó rõ ràng là muốn giết chết cả hai chúng ta, cậu ấy muốn giết anh, nhưng sẽ không giết tôi, cũng không thể giết tôi. Ngọc Tiểu Long che miệng, từng sợi máu tươi chảy ra ngoài theo kẽ ngón tay. Cô nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa nãy Đẳng Nhàn dùng chút sức lực cuối cùng để lao tới bên cạnh hướng Đông Tinh, đánh chết tử sĩ kia, cô đã thu hết tất cả vào trong mắt. Khoảnh khắc trông thấy Tề Đẳng Nhàn bật hơi thành kiếm, cô đã kinh ngạc không thôi, thậm chí còn thầm kính ngưỡng, nếu như khi giao chiến với cô, Tề Đẳng Nhàn cũng làm như vậy, vậy có phải cô cũng sẽ bị hắn đánh chết hay không? Hơi thở kia đương nhiên không thể giết ngàn vạn người từ đằng xa như trong tiểu thuyết miêu tả, khi tiếp xúc với da người. Cùng lắm cũng chỉ gây ra cảm giác đau rát, ảnh hưởng tới thị giác đôi chút mà thôi. Nhưng cao thủ giao đấu, chuyện sống chết thường chỉ diễn ra trong chớp mắt, bị một hơi thở như thanh kiếm găm vào mắt, sẽ chẳng có kẻ nào kịp phòng ngừa, lộ ra sơ hở chí mạng. Ngọc Tiểu Long ý thức được khi Tề Đẳng Nhàn giao chiến đã giấu một phần bản lĩnh, vừa nãy nếu không phải bị viên đạn kia ngắt ngang, nói không chừng cô mới là người phải gánh chịu kết cục của tử sĩ kia. Đến lúc đó, chắc hẳn cô sẽ rơi vào thế lành ít dữ nhiều. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời Ngọc Tiểu Long nói thì hừ lạnh một tiếng, nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Từ Ngạo Tuyết ra. Từ Ngạo Tuyết cuối cùng cũng được hít thở bình thường, cô ta hổn hà hổn hển, nước mắt rơi lã chã, điệu bộ vô cùng đau đớn. Vừa nãy khi giáp mặt với tử thần, cô ta đã hiểu được nỗi đau đớn khi không được hít thở bình thường, suýt nữa thì đầu não đã nổ tung. Hướng Đông Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ta cũng khá sợ Tề Đẳng Nhàn bóp chết Từ Ngạo Tuyết vì kích động, nếu vậy thì cô ta sẽ càng phải lo nhiều chuyện hơn. Nhưng trông thấy Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn hành hạ tới nước khốn khổ khốn nạn kia, cô ta lại cảm thấy hả hê phần nào. Một cô gái hoàn hảo không tì vết như vậy bỗng dưng trở thành dáng vẻ chật vật ấy,
với tư cách là kẻ thù, đương nhiên cô ta rất hả giận. Đường kính của viên đạn không lớn, hơn nữa tầm bắn cũng khá xa, nếu không khi nãy chúng ta đã bỏ mạng rồi. Tề Đẳng Nhàn lạnh mặt nói với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long gật đầu, vừa nãy đúng là cô đã cận kề cái chết, nếu như viên đạn này lệch đi một ly nào, phổi của cô sẽ lập tức bị chọc thủng. Ngọc Tiểu Long nói, tôi sẽ điều tra ra là kẻ nào làm. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng thể đánh tiếp trận này nữa, mà cũng không cần phải đánh nữa. Trước sự cố bất ngờ này, cả hai đều hiểu rõ, nếu hai người tiếp tục, chắc chắn sẽ đi đến bước sống còn, nếu không thì cũng tàn phế, trọng thương. Từ Ngạo Tuyết cuối cùng cũng ổn định được nhịp thở, cô ta ho khan liên tục, đau đớn hỏi Tiểu Long, cậu không sao chứ? Ngọc Tiểu Long miễn cưỡng lắc đầu, đáp rằng, không chết được, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cô phân tích lại tình trạng của thể của mình và Tề Đẳng Nhàn lúc này, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Vừa nãy khi ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tề Đẳng Nhàn lại có thể áp chế thương thế và nỗi đau để nghĩ cách cứu Hướng Đông Tinh, giết chết tên tử sĩ mà Từ Ngạo Tuyết đã thủ sẵn. Từ Ngạo Tuyết chuẩn bị tử sĩ mai phục, cô cũng không bất ngờ lắm, dẫu sao cũng đã chơi với nhau nhiều năm như vậy rồi, Từ Ngạo Tuyết hành xử ra sao, cô cũng hiểu rất rõ. Từ Ngạo Tuyết, cô thật đúng là không chơi nổi mà. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, hắn cười lạnh, ngữ điệu trào phúng vô cùng. Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn chế nhạo bằng ngôn từ như vậy, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nhưng đã đến bước đường một mất một còn, cô ta sắp xếp thêm một tay mai phục cũng chẳng có gì lạ. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Long lãnh đạm, lấy điện thoại di động dặn dò mấy câu, hiển nhiên là muốn tra ra tay súng bắn tỉa đánh lén cô và Tề Đẳng Nhàn khi nãy. Khi cô và Tề Đẳng Nhàn ở Sơn Trang Vân Đỉnh đã từng bị tập kích một lần, nhưng lúc này đây, hai phe này chắc chắn không phải là một. Người này rất lợi hại, cũng hiểu rõ chúng ta đều là cao thủ võ học, cho nên mới lựa chọn ám sát ở khoảng cách rất xa. Trước khi nổ súng, chúng ta thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta. Ngọc Tiểu Long nói với Tề Đẳng Nhàn. E là người chị em tốt của cô có âm mưu gì đó, bắt tay với thế lực nào đó thì có ấy. Tề Đẳng Nhàn cười hi hi. Từ Ngạo Tuyết đen mặt, giận dữ hét toáng lên, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi giết Tiểu Long thì được lợi lộc gì cơ chứ? Những lời này đúng là sự thật, Ngọc Tiểu Long là bạn tốt của cô ta, hai người cũng khá đồng thuận về vấn đề lợi ích, không thể nào trở mặt thành thù. Tề Đẳng Nhàn tiếp lời bằng thái độ vô cảm, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là Huyết Khô Lâu. Ngọc Tiểu Long nghe tới tên tổ chức mà Tề Đẳng Nhàn đề cập, ánh mắt cũng lóe lên sắc lạnh, cô hỏi cái tổ kiến của tên Hồng Thiên Đô sao? Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, sợ là cô không biết. Chị em tốt của cô đã từng tiếp xúc với người của Huyết Khô Lâu, muốn giúp bọn họ giết chết người của Trần gia tại Nam Dương Trần. Ngọc Tiểu Long nghe được lời này lúc sau cũng vô cùng kinh ngạc, bèn quay đầu nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết. Khi tham gia ám sát Trần Ngư, tuy rằng thế lực của Từ Ngạo Tuyết không hề lộ diện từ đầu tới cuối, nhưng người có thể gây nhiều trở ngại cho phía chính phủ như vậy, tất nhiên chỉ có mỗi Từ Ngạo Tuyết. Huyết Khô Lâu nhận tiền của chính phủ Nam Dương. Muốn giết Trần Ngư, đối phó với Trần gia. Từ Ngạo Tuyết muốn để Trần Ngư chết ở Trung Hải, khiến Tề Đẳng Nhàn đội cái nồi khủng bố này. Hai bên nhất trí với nhau về mặt lợi ích, có thể nói là vô cùng hợp tình hợp lẽ, cớ gì không hợp tác. Trong quá trình này, cho dù là Trần Ngư chết hay là Tề Đẳng Nhàn chết, Từ Ngạo Tuyết đều có thể vỗ tay chúc mừng. Anh không có chứng cứ, mấy lời thế này tốt nhất đừng có nói bậy, Từ Ngạo Tuyết đáp lại bằng vẻ mặt âm trầm. Ngọc Tiểu Long nghe thấy ngữ điệu của cô ta như vậy thì lại càng chắc chắn về việc này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Hồng Thiên Đô chính là một tay phản quốc, Huyết Khô Lâu là một tổ chức đối nghịch với quốc gia, sao Từ Ngạo Tuyết có thể hợp tác cùng bọn họ? Nếu như để lộ chứng cứ của chuyện này, vậy thì sẽ liên lụy tới rất nhiều lần. Ngọc Tiểu Long thấp giọng nói, Ngạo Tuyết, sao cậu có thể liên lạc với người của Hồng Thiên Đô cơ chứ? Cậu có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào hay không? Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng nói, tớ chỉ biết nếu như không thắng được trận này thì hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Ngọc Tiểu Long hận rèn sắt không thành thép, thậm chí còn muốn bước tới giáng cho Từ Ngạo Tuyết hai bạt tai, để cho cô ta bình tĩnh trở lại, nhưng cuối cùng cô ta lại không làm như vậy. Cô làm như vậy chính là dẫn sói vào nhà, Ngọc Tướng Lĩnh bị người của Huyết Khô Lâu ám sát, cô lại liên lạc với người của Huyết Khô Lâu, tôi cũng chẳng thể nào không nghi ngờ cô được. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nhìn Từ Ngạo Tuyết.
Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết khó coi không tả nổi, cô ta cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề này. Cũng may Ngọc Tiểu Long thoát chết, nhưng cô cũng đã bị thương, nếu như cha cho rõ chuyện này, vậy thì cô ta cũng khó mà thoát liên can. Ngọc Tiểu Long dường như nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, không hiểu sao ánh mắt lại trở nên cảnh giác hơn nhiều. Quên đi, tôi cũng chẳng muốn khiến Từ Tổng phải cuống cuồng thêm nữa. Trước hết cô nên nghĩ xem, Triệu Hằng Vũ chết ở chỗ này, cả thương thần của Từ gia các người nữa. Từ Ngọc Giai biến thành như vậy, khi trở lại đế đô, cô định ăn nói thế nào đâu. Tôi cũng muốn nhìn xem cô còn có thể giở trò gì nữa. Này, điện thoại của tôi lúc nào cũng thông sóng, chờ cô liên hệ nhé. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Từ Ngạo Tuyết, sau đợt sóng gió này, hòa bình đã lặp lại, thắng bại đã rõ ràng, hắn không cần tiếp tục rong dài với Từ Ngạo Tuyết làm gì nữa. Từ Ngạo Tuyết nắm chặt hai bàn tay, ngồi khư khư trên ghế, không có hơi sức đâu mà nói thêm. Lúc này, cô ta đã thua cuộc hoàn toàn. Hơn nữa, rất có thể cô ta sẽ gặp phải nhiều tai bay vạ gió vì đã bắt tay với đám người huyết khô lâu kia. Lúc này Hướng Đông Tinh mới chịu đũa, cô ta nhíu mày với Tề Đẳng Nhàn, nói rằng, đồ ăn của nhà hàng này cũng chả ngon lành gì, để tôi gọi điện thoại về nhà, bảo người giúp việc chuẩn bị một bữa, đến nhà tôi đi ăn cơm đi. Tề Đẳng Nhàn nói, được thôi, đồ ăn của nhà Hướng Tổng thì đương nhiên là tuyệt vời rồi. Hướng Đông Tinh rất giỏi trong việc hưởng thụ cuộc sống. Nơi hậu viện của tòa nhà lớn bên ấy có một mảnh đất hoang, cô ta đã thuê người khai khẩn thành thành đồng ruộng, rau dưa, trái cây, gạo đều là tự cung tự cấp. Không thể không nói, kẻ có tiền rất biết hưởng thụ. Ngọc Tiểu Long đứng ở trước mặt Từ Ngạo Tuyết, thấp giọng nói cậu thua rồi. Từ Ngạo Tuyết khóc không ra nước mắt, cô ta nói tớ thua rồi. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, hơn nữa, cậu còn sai rồi kìa. Từ Ngạo Tuyết lại lắc đầu phủ định. Cô ta nói, đường là do mình chọn, trên thế giới này vốn không có chuyện ai đúng ai sai, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Là bạn tốt, cậu không nói với tớ lập trường của cậu trước nhất, chuyện này cậu đã làm sai. Ngọc Tiểu Long cau mày, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tỏ vẻ rất không vừa lòng với hành vi của Từ Ngạo Tuyết. Mình không có cơ hội được chọn, dù sao cũng không nhiều cơ hội lắm, huyết khô lâu có thể tạo ra cơ hội này. Từ Ngạo Tuyết mím môi. Khó khăn lắm mới mở miệng đáp lại được. Ngọc Tiểu Long cười khẩy. Từ Ngạo Tuyết nói, cậu cười cái gì? Ngọc Tiểu Long nói, hẳn là cậu cũng biết tớ đang cười điều gì, cũng hiểu rất rõ tớ không chỉ nói mỗi chuyện này. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết lập tức nhợt nhạt đi nhiều, cô ta cứng họng, tớ vừa mới nói rồi đó, không có đúng sai, chỉ có suy nghĩ khác nhau mà thôi. Cậu lựa chọn đứng về phía đám người ấy, lại còn không nói với tớ trước một tiếng. Như vậy tức là cậu không tôn trọng tớ. Bên cạnh đó, cậu cũng không tôn trọng sự nghiệp và nghĩa vụ của tớ. Tớ rất tức giận. Cho nên bây giờ tớ không muốn để ý tới cậu nữa. Chuyện của Trung Hải, cậu tự xử lý đi. Tới khi tớ bất giận, hoặc là chờ tới khi cậu suy nghĩ kỹ càng, không liên hệ với đám người kia nữa, chúng ta sẽ trở lại như trước. Ngọc Tiểu Long từ tốn nói, cô rất ít khi nói một lần nhiều lời như vậy. Nếu như Ngọc Tiểu Long nói nhiều vậy, có nghĩa là cô đang thật sự rất tức giận, cho dù trên mặt cô không có biểu cảm giận dỗi gì. Nhưng Từ Ngạo Tuyết biết, Ngọc Tiểu Long lúc đã nổi giận thật rồi, bởi vì cô ta đã chọn đứng về phía phe đối lập với Ngọc Tiểu Long. Nguyên nhân rất đơn giản, người của tổ chức này có thể cho cô ta rất nhiều thứ, có thể giúp cô ta mời cao thủ như Triệu Hằng Vũ, cho cô ta có nhiều cơ hội hơn, cùng với tài nguyên giúp cô ta đông sơn tái khởi. Cô ta không muốn phủ phục như vậy, càng không muốn từ nay về sau không còn tiếng tăm gì, cô ta nhất định phải tìm một đường lui như mình. Sau khi Ngọc Tiểu Long mặc kệ cô ta, tình cảnh của cô ta sẽ càng khó khăn hơn, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô ta biết bản thân nên lập tức trở lại đế đô, nhận lấy sự trừng phạt, rồi mới xử lý chuyện kế tiếp. Ông ơi, con thua rồi, ông phái người đón con trở lại đế đô với, trừng phạt như thế nào con cũng bằng lòng tiếp nhận. Từ Ngạo Tuyết gọi điện thoại cho Từ Lão Gia Tử, nghẹn giọng nói. Không phải cô ta chưa bao giờ thua cuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thua thảm như vậy. Thất bại thảm hại, lỗ sạch vốn liếng tới mấy trăm triệu tiền vốn. Chuyện mà cô ta sắp phải đối mặt, chính là áp lực từ khắp các thế lực đao to búa lớn khác. Từ gia không thể nào dọn dẹp giúp cô ta mớ bòng bong này, Ngọc Tiểu Long cũng không hề giúp cô ta.
Ngọc Tiểu Long có vẻ đang giận Từ Ngạo Tuyết lắm có phải không? Là vì Từ Ngạo Tuyết cấu kết với đám người của Huyết Khô Lâu sao? Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hướng Đông Tinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi. Không phải. Tề Đẳng Nhàn nhếch mép cười, hắn lắc đầu tỏ vẻ kinh ngạc, hắn nói, có vẻ bản lĩnh quan sát tâm lý người khác của cô rất mạnh nhỉ, chỉ một chút như vậy mà cũng nhìn ra sao. Hướng Đông Tinh nói, đùa cái gì vậy chứ, là chủ của một tập đoàn lớn như vậy, chẳng nhẽ tôi lại không có chút bản lĩnh nào khác. Tề Đẳng Nhàn nói, Ngọc Tiểu Long tức giận hẳn là vì Từ Ngạo Tuyết đứng ở phía đối lập của cô ta, những người đó hoàn toàn nằm ngoài quy chuẩn trong lòng Ngọc Tiểu Long. Hướng Đông Tinh ngẩn ra, cô ta nói, ai chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, dạng như người của Triệu gia ấy. Hướng Đông Tinh nói, sao mà anh biết được, hẳn là anh cũng không nhận được tin tức gì mới đúng chứ? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, Từ Ngạo Tuyết cũng muốn để Trần Ngư chết, điều này đã chứng minh rõ thái độ của cô ta, hơn nữa Triệu Hằng Vũ xuất hiện ở chỗ này, không phải tất cả chúng ta đều đoán ra được rồi hay sao? Hướng Đông Tinh làm như suy tư gì đó mà gật đầu. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nói rằng, ý của anh là nói tôi quá ngu ngốc à? Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, hắn nói, tôi cũng đâu có nói như vậy, là tự cô nói cơ mà. Hướng Đông Tinh không hiểu về các thế lực ở đế đô, cũng không biết tình cảnh ở đế đô, cho nên cũng chẳng lạ gì khi không biết mấy chuyện này. Cho tới bây giờ, Hướng Đông Tinh mới nhớ ra chuyện gì, quan tâm hỏi, vết thương thế nào rồi, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Tề Đẳng Nhàn cười khổ, tới bây giờ cô mới nhìn ra chuyện này sao? Nói xong lời này lúc, hắn vươn tay nói, mau đỡ tôi với. Hướng Đông Tinh kê bả vai qua. Tề Đẳng Nhàn mềm như bông, hắn dựa vào Hướng Đông Tinh bả vai, chậm rãi thở phào một hơi, nói rằng, vốn tưởng rằng hôm nay tôi vào Ngọc Tiểu Long thế nào cũng phải một sống một chết, không ngờ mọi chuyện lại kịch tính tới mức ấy. Một viên đạn bắn xuyên qua người hai chúng tôi. Cô nói xem đây là ý xe duyên của tạo hóa hay không? Hướng Đông Tinh đen mặt đáp, không có, chỉ là trùng hợp thôi, đừng nghĩ nhiều. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười tự giễu, hắn nói, không phải cũng tốt, tôi đánh giá cô ta rất cao, hy vọng không phải đánh lại trận này nữa. Hướng Đông Tinh chào phúng, anh có thân phận gì, có tư cách xem trọng một vị trung tướng hay sao? Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tề Đẳng Nhàn bị những lời này của Hướng Đông Tinh làm cho mặt đỏ tai hồng, nghĩ nửa ngày mới nói, được thôi, cô nói vậy thì tôi thua rồi. Tề Đẳng Nhàn không tới bệnh viện, mà bảo Hướng Đông Tinh đưa thẳng về nhà. Sau đó, hắn tìm A Phúc hỏi mượn hòm thuốc, sau đó tự xử lý vết thương cho mình. Viên đạn xuyên qua phần lưng, không khiến cho hắn bị hao tổn khí huyết, cho nên vết thương cũng không nặng lắm. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, có khi hắn sẽ phải dưỡng thương ít nhiều. Nhưng cũng may mọi chuyện đều đã yên ổn, Từ Ngạo Tuyết đã thua chắc rồi, không cần phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi làm gì nữa, tuy rằng trạng thái như vậy rất tốt, nhưng hắn đã mệt mỏi quá rồi. Sau khi xử lý vết thương xong, Hướng Đông Tinh mới tới đây kêu hắn đi ăn cơm. Người hầu đã chuẩn bị một bàn tiệc phong phú, hơn nữa, Hướng Đông Tinh còn lôi chai rượu lâu năm mà cha mình tự trưng cất ra. Hai người đã hẹn trước. Cho dù thắng hay thua, bữa rượu này vẫn phải uống. Anh có uống được không thế? Hướng Đông Tinh khá lo lắng, sốt ruột hỏi. Rõ ràng là cô đang không muốn để tôi uống đây mà. Vậy mà lại hỏi tôi câu như thế này, thật là thật quá đáng. Rót đầy cho tôi, Tề Đẳng Nhàn hưng phấn đám. Như thế phát súng kia chỉ như mũi đốt đối với hắn. Hướng Đông Tinh cảm thấy Tề Đẳng Nhàn uống rượu xong cũng không lăn ra chết được, nên cũng dung túng hắn. Hai người uống hết ly này tới ly khác, như thể đang thi xem ai uống nhanh hơn. Cô uống chậm lại một chút, tôi là khách, hẳn là cô nên khách khí một chút chứ. Tề Đẳng Nhàn tức giận. Anh là khách, anh mới nên khách khí, tôi là chủ nhân, cần phải có nhân nghĩa. Hướng Đông Tinh cũng không nhường bước, muốn một hơi hết ly, đầu lưỡi bắt đầu xoắn lại. A Phúc đứng từ đằng xa nhìn hai người đọ rượu, trên khuôn mặt già nua ẩn hiện ý cười. Đã lâu rồi ông không trông thấy Hướng Đông Tinh vui vẻ như vậy. Tề Đẳng Nhàn giơ ly lên mà hô lớn, đời này có bao nhiêu? Bao nhiêu lần được hoan ca họp rượu, Hướng Đông Tinh cùng ly với hắn, cũng tiếp lời hắn. Điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn lại vang lên, sau đó, hắn bất đắc dĩ gửi đi một dòng tin nhắn, chỉ có hai chữ thắng rồi. Nhắn tin xong, điện thoại lại kêu lên. Hiển nhiên,
có rất nhiều người quan tâm đến hắn, cũng muốn biết trận này của hắn và Từ Ngạo Tuyết rốt cuộc đã đi đến hồi kết hay chưa. Nếu rồi thì ai thắng ai thua? Mau nói rõ đi, rốt cuộc anh thích cô gái nào hơn vậy? Là người như thế nào? Không hiểu sao hai người lại nói đến vấn đề này, Hướng Đông Tinh hỏi trong tình trạng say khướt. Là Lý Vân Uyển, hay là Dương Quan Quan, hoặc là vợ trước của anh, Hiểu Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy quái lạ, sao tự dưng Hướng Tổng lại muốn nói tới vấn đề nhàm chán này. Chỉ có trẻ con mới chọn, còn người lớn thì muốn hết. Vân Uyển có dáng người ngọt nước, lại còn thông minh, biết săn sóc người khác, quan trọng nhất chính là cũng biết hư, Dương Quan Quan thì càng không cần phải nói, người đẹp ngực lớn, tài mạo song toàn, lại dễ bắt nạt. À ha, còn cả vợ trước của tôi, con người quả thật không tồi, khi trước tuy rằng khinh thường tôi, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, đều sẽ để cho tôi đi trước. Ồ, Trần Ngư cũng không tồi, và cả thư ký nhỏ của cô cũng khá xinh đẹp, không tồi, không tồi, bọn họ đều không tồi. Hướng Đông Tinh chống tay lên bàn, miễn cưỡng vươn tay phải ra, giơ ngón giữa với Tề Đẳng Nhàn. Hiển nhiên, cô ta vẫn rất khinh thường Tề Đẳng Nhàn. Giơ ngón tay giữa lên, cô ta nhếch miệng cười, sau đó cả người ngã ra bàn rượu. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay đỡ cô ta, nói rằng, không uống được thì uống ít chút đi, phí của thật đấy, chỗ còn lại tôi sẽ gói mang về. Bác Phúc, chỗ rượu này, làm phiền bác chút nhé. Gói lại cho tôi, để tôi mang về. A Phúc ngẩn người, Tề Tổng này thật đúng là không ngại ngần gì nhỉ, ông cười khổ, được, Tề Tổng, để tôi đóng gói giúp cậu. Tề Đẳng Nhàn bế Hướng Đông Tinh vào thẳng trong phòng. Lúc này Hướng Đông Tinh đã thả lỏng hoàn toàn. Nằm ngủ như chết, thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, vốn cùng định nằm đây ngủ luôn với cô ta, nhưng nghĩ đến Lý Vân Uyển có lẽ còn đang canh cánh trong lòng, ngủ không yên, hắn quyết định kiềm chế cảm giác mệt mỏi, đợi về nhà rồi nghĩ tiếp. Hắn bảo A Phúc đóng gói mấy bình rượu, sau đó phái xe đưa mình về. Tới nơi, Tề Đẳng Nhàn mới xuống xe đã trông thấy Lý Vân Uyển đứng ở cổng lớn, khoanh hai tay, dậm chân liên tục. Có vẻ cô ấy đã lạnh lắm rồi. Thấy tình cảnh này, trong lòng hắn cũng không thấy cảm động gì cho cam. Mà cảm thấy người phụ nữ này thật khờ. Ngộ nhỡ hắn sơ suất, không về được thì sao? Thì cô ấy cứ đứng đợi trong gió lạnh như vậy mãi chắc. Lý Vân Uyển nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn xuống xe, trên mặt tức khắc xuất hiện ý cười, bước vội vàng về phía hắn. Sao em ngốc vậy hả? Tề Đẳng Nhàn vươn tay ôm lấy cô ấy, cười ha hả. Miệng toàn là mùi rượu, hôi muốn chết, Lý Vân Uyển tỏ vẻ khó chịu. Uống rượu cả buổi tối, đương nhiên mùi cơ thể sẽ khiến người khác cảm thấy khó ngửi. Tề Đẳng Nhàn ấp bàn tay lạnh cóng của Lý Vân Uyển vào trong lòng ngực, hắn nói, không biết ngồi chờ ở trong nhà sao. Lý Vân Uyển nói, hết cách mất rồi, đây là lần đầu tiên em phát hiện ra mình không có tiền đồ như vậy, nhất định phải trông thấy tên khốn vô lương tâm nào đó mới an tâm được. Tề Đẳng Nhàn bị cô ấy mắng mà vò đầu bứt tai, ừ thì uống rượu cùng Hướng Đông Tinh cũng đã làm lỡ dở rất nhiều thời gian. Anh tới nhà Hướng Tổng uống vài bình rượu, đều là đồ mà cha cô ấy để lại từ năm xưa, là hàng thượng phẩm, đợi lát nữa nếm thử xem. Tề Đẳng Nhàn thấp giọng nói. Được lộc ăn như vậy á, còn có chuyện tốt như vậy sao? Lý Vân Uyển không nhịn được mà nở nụ cười. Tới nhà người ta ăn no uống say. Trước khi đi còn thuận tay lấy rượu nhà người ta về, chuyện như vậy cũng chỉ có Tề Đẳng Nhàn làm ra được. Lý Vân Uyển nói, chắc là Hướng Tổng uống say khướt rồi nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, đọ rượu với anh, kết quả ngủ say như chết. Lý Vân Uyển nói, vậy ngày mai ngủ dậy nhận ra mất rượu, chắc cô ấy sẽ đến chém chết anh. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy cũng là chuyện của ngày mai, cùng lắm thì rót chút nước nho đáp lễ là được. Vào đến nhà. Tề Đẳng Nhàn kể lại cho Lý Vân Uyển chuyện ngày hôm nay, khiến cô ấy khiếp sợ một phen. Thời gian tới sẽ không gặp nguy hiểm, có thể an nhàn thu tiền về tay, em cũng không cần lo lắng hãi hùng gì nữa. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã dựa vào lưng ghế sofa, nhẹ giọng nói. Nghe anh nói vậy em vẫn thấy chuyện này mạo hiểm quá, cũng may cuối cùng anh bình an vô sự. Lý Vân Uyển thở dài, điều khiến em tức giận hơn cả chính là, em không có gì có thể giúp cho anh. Em giúp anh xử lý tốt chuyện của công ty cũng đã là một sự hỗ trợ lớn rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì. Tề Đẳng Nhàn xoa đầu cô ấy. Giải quyết xong một chuyện lớn, Tề Đẳng Nhàn nhẹ cả người,
trò chuyện với Lý Vân Uyển được một hồi lại đè người ta ra. Đời người đẹp đẽ nhất cũng chỉ tới như vậy. Trong nhà có một cô gái nhớ mong mình từng giây từng phút, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Lý Vân Uyển ôm đầu Tề Đẳng Nhàn, nhẹ nhàng mát xa cho hắn, khá xót xa trước việc hắn mạo hiểm thân mình như vậy. Đồng thời, cô ấy cũng không biết mình có thể giúp được gì cho Tề Đẳng Nhàn trong tương lai, nghĩ một hồi lâu mà vẫn không có đáp án. Cuộc đời vẫn luôn như vậy, có rất nhiều chuyện diễn ra mà không có đáp án, nhưng cũng đâu nhất thiết phải tìm ra đáp án. Cô ấy cảm thấy, có thể tạo dựng cho anh một môi trường tốt, khiến anh được an tâm, thoải mái là ổn rồi, giúp anh xử lý những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi cũng không có gì có. Tại thời khắc này, một cô gái vốn mang trong mình rất nhiều tham vọng, lần đầu tiên bằng lòng vì người đàn ông mình yêu mà lui về hậu phương, cho dù là tầm thường vô vị cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh cả đời là được rồi. Giấc ngủ này của Tề Đẳng Nhàn vô cùng thoải mái, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn có cảm giác thân thể đau nhức, vô cùng khó chịu, trong cơ bắp ứ đầy axit lactic. Anh thấy như thể mình vừa mới quay lại cái thời bắt đầu khổ luyện vậy, mỗi lần luyện xong, ngày hôm sau đều đau đến nỗi đi cũng không nổi. Tề Đẳng Nhàn cười khổ. Lý Vân Uyển chỉ mới gạt cẳng chân dài đang gác lên bụng mình ra, cô đã cảm thấy cẳng tay mình đang run rẩy, cẳng chân căng cứng như được đúng chì. Có điều Tề Đẳng Nhàn vẫn rất có trách nhiệm, đánh răng rửa mặt rất mau, sau đó thay quần áo thể thao, chuẩn bị ra ngoài. Anh không thể an tâm nghỉ ngơi một ngày sao hả? Lý Vân Uyển híp mắt đánh giá anh trong góc tối của căn phòng, mệt mỏi lên tiếng. Luyện công là việc phải làm thường xuyên, không thể gián đoạn. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, khi về anh sẽ mua cho em bánh bao ở cửa hàng nhỏ trong công viên Sâm Hải. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Hắn cúi người, duỗi tay giúp Lý Vân Uyển sửa sang lại mái tóc, cúi đầu hôn lên môi cô. Từ Độ trông thấy cô gái này đứng đợi mình giữa trời đông buốt giá, lạnh đến nỗi run cả chân, hắn cảm thấy mình phải trói chặt cô bên người cả đời mới được. Lý Vân Uyển lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, cuộn người vào trong chân mà ngủ tiếp. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ lái xe tới công viên Sâm Hải. Dương Quan Quan và Hoàng Sung đã có mặt ở chỗ cũ, tự giác khỏi động sơ qua, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn tới gần, hai người đều lập tức đi tới. Sư phụ, tôi biết anh thần thông quảng đại mà, chỉ là một từ ngạo tuyết nhỏ nhoi mà thôi, làm gì được anh chứ? Hoàng Sung phấn khởi thuôn một tràng. Không có việc gì thì tốt rồi. Dương Quan Quan chỉ khẽ gật đầu, nhưng sau đó khuôn mặt lại đỏ ửng lên. Cô ta đã đồng ý với Tề Đẳng Nhàn điều gì, bản thân cô ta cũng nhớ rõ, bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ hy vọng Tề Đẳng Nhàn đừng coi mấy lời đó là sự thật. Tề Đẳng Nhàn cũng làm bộ không nhớ gì về mấy lời này, nghiêm mặt nói, chuẩn bị vào việc thôi, đứng tấn trước. Chờ Dương Quan Quan đứng tấn được một lát, Tề Đẳng Nhàn bảo cô ta đi với mình ta một phía, sau đó bắt đầu truyền thụ căn cơ của bộ môn hình ý quyền. Hắn tìm một cây côn dài đưa cho Dương Quan Quan, sau đó xếp một giá gỗ để cô ta luyện tập. Hình ý quyền là môn võ bắt nguồn từ thương pháp, tam thể thức này được ví như cách người dùng thương giơ thương đợi lệnh, cho nên hắn lấy một cây gậy tới cho Dương Quan Quan dùng, như vậy sẽ khiến cô ta hiểu rõ hơn. Cậu đừng nóng vội, cứ tiếp tục đứng tấn đi, tôi cũng sẽ dạy cậu. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Hoàng Sung đang thất thần mà cười lạnh. Hoàng Sung bị hắn nói vậy thì lập tức nghiêm túc trở lại, ổn định lại tư thế trung bình tấn của mình. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc giảng giải cho Dương Quan Quan nghe về tam thể thức, từ tay đến chân, sau đó tới hơi thở và ý nghĩ. Dương Quan Quan cũng đứng nghe vô cùng nghiêm túc. Một lát nữa tôi sẽ đưa văn bản của thực chiến chân thuật cho cô xem, cô có thể chép vào sổ của mình. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan. Được, Dương Quan Quan liền đồng ý. Thực chiến chân thuật của Tề Đẳng Nhàn có ghi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu kinh điển, ngày hôm qua chiến đấu mạo hiểm. Đương nhiên không thể nào không ghi chép lại cẩn thận. Thậm chí, có đôi khi hắn cũng hay lật lại xem những gì mình đã ghi trong sách ấy, tìm kiếm cảm hứng từ những lần giao tranh, sau đó đạt được cơ hội đột phá. Sau khi buổi luyện tập kết thúc, Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan đi mua bánh bao cùng với mình, sau đó đuổi Hoàng Sung đi. Chuyện cô nói hôm qua vẫn còn tính chứ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không tính, Dương Quan Quan đỏ cả mặt, dứt khoát quỵt nợ. Tề Đẳng Nhàn tức khắc uể oải đi mấy phần, hắn nói, cô không biết gì cả, trận đấu kia quá mạo hiểm, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt tôi khĩ đến lời hứa của cô, tôi cũng không có thể nào phá được giới hạn của mình, biến thành siêu nhân.
Dương Quan Quan trợn tròn hai mắt, cô ta trợn mắt há mồm, tên này cũng vô sỉ quá đi. Dù sao thì chuyện này cũng không tính, anh có nói phét toạc cả trời cũng vô dụng thôi. Dương Quan Quan lắc đầu, cự tuyệt một cách vô tình. Làm người không thể nói không giữ lời như vậy, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan thẹn quá thành giận, cô ta nói, sao anh cứ phải đùa bỡn với tôi như vậy chứ? Tôi không thích như vậy chút nào đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, thì là vì tôi thích cô đó. Dương Quan Quan nghe được lời này thì ngây cả người, tay chân bỗng trở nên luống cuống, bối rối hỏi, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy chứ, thế còn Vân Uyển thì sao? Tôi thích cô, cũng thích cả cô ấy nữa, như vậy có gì không ổn sao? Tề Đẳng Nhàn giang tay, vẻ mặt vô tội. Đợi khi tôi luyện được công phu, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là đánh chết loại đều cáng như anh để trừ hại cho gân. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi đáp lại, làm gì có ai thổ lộ với người khác như vậy chứ? Đáng giận quá đi thôi. Những ngày kế tiếp vô cùng bình yên. Tề Đẳng Nhàn an tâm tĩnh dưỡng thân thể, công việc vẫn diễn ra như cũ, tập đoàn Hướng Thị vững bước tiến lên, hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Tốc độ tiến bộ của Dương Quan Quan có thể nói là thần tốc, khiến cho Tề Đẳng Nhàn cũng phải thầm líu lưỡi. Nếu phát hiện ra cô ta sớm một chút, vậy thì thành tựu trong tương lai sẽ vô cùng đáng nể, đương nhiên, bây giờ cũng chẳng kém gì. Dương Quan Quan nắm được ngũ hành quyền rất mau, sau đó lại học nhập phách quyền, nếu như muốn luyện quyền pháp thành thạo, vậy thì đầu tiên phải luyện phách quyền. Luyện tốt phách quyền, những toản, băng, pháo, hoành đều có thể dễ như trở bàn tay. Tiến độ của Hoàng Sung có vẻ chậm hơn so với Dương Quan Quan đôi chút, cũng chẳng có cách nào, năng khiếu là thứ mà sự siêng năng khó mà bù đắp được. Từ hôm nay trở đi, giờ tan tầm mỗi ngày, cô hãy tới tìm tôi, phải luyện thêm. Sau buổi luyện công, Tề Đẳng Nhàn dặn Dương Quan Quan. Được, Dương Quan Quan đồng ý. Cô ta cũng cảm nhận được cơ thể mình đã có nhiều thay đổi, thậm chí tinh thần và diện mạo cũng bắt đầu biến hóa. Cô ta cảm thấy lá gan của mình lớn hơn không ít, hiện tại nhớ lại rất nhiều chuyện, cô ta trở nên rộng lượng hơn nhiều. Hơn nữa, nỗi sợ với một vài chuyện cũng dần biến mất. Mỗi khi cảm thấy sợ hãi, cô ta sẽ tung ra một đòn phách quyền, sau đó mọi cảm xúc tiêu cực đều tiêu tan hết. Mấy ngày nay Tề Đẳng Nhàn ban ngày thì luyện công với Hoàng Sung và Dương Quan Quan, sau đó đến sư đoàn 81 sắp xếp huấn luyện một chuyến, nếu tâm trạng tốt sẽ trở về công ty, nếu tâm trạng không tốt thì hành động tùy ý một chút. Cuộc sống này diễn ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho hắn cảm thấy không quen lắm. Sắp đến Tết rồi, năm nay không biết cha có định quay về nhà ngục hay không? Tề Đẳng Nhàn nhìn lịch để bàn, chỉ biết cảm thán thời gian trôi thật là nhanh. Thời điểm tan tầm, mọi người đều bận rộn tăng ca, Tề Đẳng Nhàn giảm bớt lượng công việc của Dương Quan Quan, để cô ta có nhiều thời gian luyện công hơn. Dương Quan Quan mặc đồ thể dục màu trắng, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, có vẻ rất thoải mái, thanh tân. Tề Đẳng Nhàn nói, giai đoạn huấn luyện tiếp theo sẽ rất khó khăn, không khác nào tra tấn cơ thể, cô nhất định phải kiên trì mới được. Dương Quan Quan nói, tôi sẽ cố gắng. Tề Đẳng Nhàn lấy một đống roi bằng da trâu ra, hắn nói, quyền pháp của cô cần phải tự giác rèn luyện mỗi ngày. Tiếp theo đây, tôi sẽ rèn luyện gân cốt của cô. Nói xong lời này, hắn ném roi da trâu vào thùng nước, không bao lâu sau, roi da đã ướt sũng. Trông thấy roi da ướt đẫm, ai cũng cảm thấy căng thẳng, hơn nữa roi da này lại còn được bọc chặt. Hôm nay luyện lực ngón tay, tháo bỏ toàn bộ, Tề Đẳng Nhàn ném roi da trâu ra trước mặt Dương Quan Quan. Dương Quan Quan cảm thấy chuyện này quá đơn giản, nhưng vừa giơ tay, cô ta đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Roi da rất trơn, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu ngón tay để mở ra, hơn nữa nút thắt còn khá chặt, lại còn ướt, trở nên càng chặt chẽ hơn, kéo ra không dễ chút nào. Cô ta dùng xúc chín châu hai hổ, vất vả lắm mới cởi được chiếc roi đầu tiên. Sau đó, cô ta nhận ra ngón tay mình đã đỏ ửng, móng tay dường như sắp bật máu đến nơi. Nỗi đau đớn khôn tả kéo đến. Tề Đẳng Nhàn khoanh chân ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn cô ta, hắn nâng tay ra hiệu tiếp tục. Dương Quan Quan cắn chặt răng, cầm lấy cây roi ra thứ hai, bắt đầu gỡ rối, bây giờ cô ta đã đổi sang hai ngón tay khác, khó khăn còn lớn hơn nữa. 10 phút sau, cô ta tháo bỏ chiếc thứ hai trong tình trạng đổ mồ hôi đầm đìa, có cảm giác ngón tay mình như bị rút gân, bàn tay như mắc phải Parkinson. Run rẩy liên tục. Cô ta dương mắt nhìn,
trước mặt vẫn còn hơn 20 cây roi da y hệt. Da trâu này dính nước, quá khó cười, mỗi một lần bởi bỏ đều phải moi ngón tay vào sâu bên trong mới kéo ra được, hơn nữa nút thắt còn rất chặt, muốn cởi bỏ rất phí sức. Luyện kiểu này sẽ không khiến tôi bị bong gân luôn đấy chứ? Dương Quan Quan nhìn không được nghi ngờ nói. Lấy đâu ra nhiều câu vô nghĩa như vậy, không luyện thì cút. Tề Đẳng Nhàn đen mặt, lạnh giọng nói. Dương Quan Quan bĩu môi, cúi đầu cởi nút thắt thứ ba. Lúc này cô ta cố hết sức, nhưng ngón tay không có sức lực, hơn nữa đau đớn vô cùng. Có điều sợ bị Tề Đẳng Nhàn mắng, cô ta chỉ đành gắng chịu. Tề Đẳng Nhàn nói, đây còn xem như đơn giản, sau này bôi dầu trơn cho cô gỡ, như vậy mới là kêu trời trời không biết. Dương Quan Quan nghe được thì khiếp sợ vô cùng, nhưng cô ta lại cắn răng, cảm thấy bản thân đã nhịn được lâu như vậy, bỏ dở nửa chừng thì quá đáng tiếc, nhất định phải kiên trì. Hôm nay, Dương Quan Quan đã mở tổng cộng 16 nút thắt, tới cây cuối cùng, phải dùng đến miệng mới tháo ra được. Vừa buông tay đã thấy ngón tay đều chảy xước, móng tay đều nát bươm, hãy còn rớm máu. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, lại đây, để tôi xức thuốc cho cô một lát. Ngày mai sẽ luyện thân phát. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt bảo. Dương Quan Quan giơ đôi tay run lẩy bẩy ra, Tề Đẳng Nhàn duỗi tay nắm lấy, khiến cô ta đau đớn gào lên. Tề Đẳng Nhàn bôi sẵn nước thuốc đặc chế trong tay, bôi lên thì cay xè, mát xa được một lát, Dương Quan Quan cảm thấy ngón tay ấm áp hơn, nỗi đau đớn được đến giảm bớt. Nhìn kỹ một lát, máu ứ lại bên trong móng tay dần biến mất với tốc độ mắt thường trông thấy được, tốc độ khôi phục quả thực kinh người. Đừng từ bỏ, thật ra cô rất có tài luyện võ. Tề Đẳng Nhàn nhéo tay cô ta, khích lệ một câu. Thật vậy sao? Dương Quan Quan phấn chấn, khi trước anh còn nói tôi là thứ rác rưởi vô dụng đó. Ha ha, có sao? Tôi đâu phải người hà khắc như vậy. Tề Đẳng Nhàn sụ mặt. Dương Quan Quan khinh bỉ trong lòng, gia hỏa này dám nói mà không dám nhận, đúng là quá đáng. Tề Đẳng Nhàn nói, thời gian tới hãy ăn đồ có nhiều protein một chút. Vitamin phải dùng, những ngày kế tiếp sẽ rất mệt, là thời khắc trọng đại để luyện thành công phu. Dương Quan Quan nói, được, tôi nhất định sẽ không lơi lỏng. Tề Đẳng Nhàn vỗ tay cô ta, nói rằng, bàn tay nhỏ này thật mềm mại. Cút! Dương Quan Quan lập tức rút tay về, trong lòng khinh bỉ hắn, tên nhóc này, chỉ e vắt óc mãi không nghĩ ra phương pháp luyện ngực nhỉ. Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị đùa giỡn tiếp mấy câu, di động lại vang lên, lấy ra nhìn. Hắn thấy số của Từ Ngạo Tuyết. Cuộc điện thoại này tới cũng thật là muộn. Hiển nhiên, Từ Ngạo Tuyết không cam lòng, sau khi trở về đế đô, cô ta vẫn làm ra vài trò phản kháng vô dụng, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế hết. Cuối cùng cô ta cũng chỉ đành bó tay chịu trận, gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nếu cuộc điện thoại này tới muộn 2 ngày, vậy thì tập đoàn Từ Thị tại đế đô sẽ đi tới bước đường phá sản, đóng cửa. Tôi nghe điện thoại đã, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, sau đó đi qua một bên. Hắn kê điện thoại bên tai, mỉm cười nói, ơ kìa, đây không phải Từ Tổng sao, sao bỗng dưng lại gọi tới hỏi thăm tôi thế? Chuyện giữa cô và Ngọc Tiểu Long đã được giải quyết ổn thỏa chưa? Hắn vừa mở miệng đã giết người không giao, khiến cho Từ Ngạo Tuyết cảm thấy ghê tởm vô cùng, chỉ muốn thò tay qua ống nghe mà bóp chết hắn. Gặp một lần, tán gẫu mấy câu đi. Từ Ngạo Tuyết im lặng một lát, sau đó mới lạnh giọng đáp lại, ngữ khí rất khó nghe. Tề Đẳng Nhàn nói, được thôi, tôi còn tưởng cô không định quản chuyện của tập đoàn Từ Thị nữa chứ, cuối cùng vẫn gọi điện cho tôi à. Từ Ngạo Tuyết nói, đừng nói nhảm nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi cứ thích nói nhảm đấy. Từ Ngạo Tuyết tức không chịu được, lập tức gửi cho hắn một dòng địa chỉ, sau đó lạnh lùng ngắt điện thoại. Triệu Hằng Vũ đã chết, Từ Ngọc Giai trọng thương. Tàn phế, thậm chí cô ta và Ngọc Tiểu Long còn đang căng thẳng vô cùng, lần này trở lại đế đô, cô ta đã phải nhận đủ sự châm chọc mỉa mai. Địa vị và thanh danh của Từ Ngạo Tuyết vì biến cố này mà xuống dốc không phanh. Xuống dốc không phanh cũng chẳng có gì khiến người ta bất ngờ, dù sao thì những chuyện như chó rơi xuống ao này, khiến cho người khác cảm thấy rất vui vẻ. Huống chi trước đó, Từ Ngạo Tuyết là một kẻ thanh cao như vậy, xinh đẹp như vậy, còn là một cô nàng ưu tú. Không có gì vui vẻ bằng trông thấy người giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, giàu hơn mình gặp cảnh khốn cùng, ít nhất thì đại đa số mọi người đều có thâm thái như vậy. Những thứ mà Từ gia cho cô ta,
cũng bị cướp đoạt lại vì lý do này. Hơn nữa, cô ta đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, dường như sắp không thở nổi. Cô ta bán của cải của mình để lấy tiền mặt, bán tất cả những thứ có thể bán, bây giờ thậm chí có thể nói rằng cô ta đang nghèo rất mồng tơi. Nhưng với bản tính của cô ta, đương nhiên không chấp nhận khổ sở như vậy. Đây có thể là khó khăn tạm thời, nhưng Đông Sơn tái khởi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tề Đẳng Nhàn buông di động xuống, khuôn mặt xuất hiện ý cười khinh bỉ, đối với người như Từ Ngạo Tuyết, hắn đương nhiên chỉ muốn làm một việc, đánh cô ta. Đánh cô ta, đánh cô ta, đánh cô ta, phải đánh cô ta, cho mặt cô ta sưng vù, xem cô ta làm như thế nào. Từ Ngạo Tuyết gọi điện thoại tới cho anh à. Dương Quan Quan nghe được một chíu xíu, dè dặt hỏi. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Dương Quan Quan nói, anh chuẩn bị đi gặp cô ta có phải không? Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn lại đáp. Dương Quan Quan nói, tôi cảm thấy tốt nhất anh đừng đi, nếu lúc này gặp được anh, cô ta nhất định sẽ giáp tâm làm chuyện ác, có lẽ còn đang bày đủ loại quỷ kế để bẫy anh đó. Tề Đẳng Nhàn lại cười ha hả nói, cô ta làm được gì thì cùng làm cả rồi, thậm chí Từ Ngọc Giai của Từ gia cũng đã thành người tàn phế rồi. Thư ký Dương à, cô vẫn còn quá non nớt, không hiểu được cách đối nhân xử thấy, cũng như đạo lý trong giang hồ. Bây giờ cô ta tới tìm tôi cũng không phải vì muốn đối phó với tôi. Dương Quan Quan không khỏi kinh ngạc, cô ta nói, vậy cô ta tìm anh làm gì? Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ cô ta không quyết định được. Dương Quan Quan cũng không rõ Tề Đẳng Nhàn có ẩn ý gì, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô ta lại không nghĩ ra. Hơn nữa hình như Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn nói rõ cho lắm. Đi thôi, hôm nay kết thúc huấn luyện sớm. Sau khi về đến nhà, cô phải nghỉ ngơi cho tốt, phải ngâm tay bằng nước ấm. À, cũng đừng lơ là luyện mã bộ, có thời gian rảnh thì luyện tập nhiều vào, thể lực của cô đang mạnh hơn, có lẽ cô cũng nhận ra rồi chứ. Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị rời đi, trước khi đi dặn dò mấy câu. Dương Quan Quan gật đầu đồng ý, thể lực của cô ta tăng lên. Cô ta là người hiểu rõ nhất, trong khoảng thời gian gần đây, sức lực của cô ta mạnh hơn nhiều, trọng lượng nâng tạ mỗi phút còn lên được 10 cân. Tề Đẳng Nhàn thong thả lái xe tới nơi Từ Ngạo Tuyết hẹn, đây là căn nhà mà Từ Ngạo Tuyết mua khi vừa mới tới Trung Hải. Khi trước khách đến đầy nhà, bây giờ đã cảnh người quạnh quẽ, đứng trước cửa cũng có thể giăng lưới bắt chim được. Nhớ trước đây, ngạch cửa ở nơi này có khi còn bị khách khứa đi qua đạp vỡ. Thậm chí còn có vệ sĩ xếp hàng bảo vệ bên ngoài, bên trong cũng có không ít người giúp việc cao cấp. Nhưng lúc này đây một người cũng không có, thậm chí chỉ còn lại chút ánh đèn lẻ loi cô độc. Tiểu tụy đi rồi, Từ Ngạo Tuyết mở cửa, Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta thì nhún vai, cười hì hì bắt chuyện. Từ Ngạo Tuyết đúng là đã trở nên tiểu tụy, cô ta mới về đế đô chưa được 2 tuần đã gầy mất 5 cân, gò má teo tóp, càng nhìn càng thấy gầy trơ xương. Tình trạng của Từ Ngạo Tuyết khó coi, sắc mặt cũng khó coi. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ nổi, bỗng nhiên có một ngày, cô ta lại phải ở trong tình trạng hổ xuống đồng bằng như thế này. Nhưng có điều chuyện duy nhất khiến cô ta an tâm chuyến là chuyện của cô ta và Huyết Khô Lâu, không bị khui ra, nếu không có muốn xoay chuyển tình thế cũng chẳng được nữa. Thứ chờ đợi cô ta, e là cuộc sống tù tội không có đường ra. Đây chẳng phải thứ anh muốn nhìn thấy sao? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng lên tiếng, đi thẳng về phía phòng khách. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, theo Từ Ngạo Tuyết vào trong phòng, có thể nhìn thấy, đồ dùng bên trong đã được thanh toán sạch sẽ, chỉ còn lại một chiếc sofa đơn điệu cùng với cái bàn. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, tôi nhớ không phải cô có một cái đèn treo được mua từ Phật Lãng Tây Quốc hay sao? Nghe nói giá bán của nó cũng phải hơn 300 vạn, cái này cũng bán rồi à? Từ Ngạo Tuyết quay đầu lại. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, nếu như ánh mắt có thể giết, vậy thì Tề Đẳng Nhàn đã tan xương nát thịt. Đáng tiếc, Tề Đẳng Nhàn có kim trung cháo, thiết bố sam, những thứ này đều được luyện vô cùng thâm hậu, đến cả da mặt cũng dày vô cùng. Hắn vẫn cười ha hả, bảo rằng, ai mà ngờ được có một ngày kia từ đại tiểu thư lại rơi vào tình cảnh khốn cùng thế này cơ chứ. Chiếc pipi trên cổ tay cô đâu mất rồi? Sao lại không nhìn thấy? Trên cổ tay Từ Ngạo Tuyết lúc nào cũng có một chiếc Patek Philippe có giá trị hơn 800 vạn, đó là món đồ khiến cô ta đắc ý nhất, giờ đây sao mà cũng mất tăm mất dạng. Từ Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, cô ta nói, Tề Đẳng Nhàn, giờ anh thắng rồi, nói thế nào cũng được.
Tề Đẳng Nhàn thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của cô ta, cũng cảm thấy thật là không thú vị, nên cũng không tiếp tục cười cợt nữa. Hắn tùy tiện ở ngồi xuống sofa bọc ra, nói, khát nước. Từ Ngạo Tuyết không để ý đến, mà chỉ nói, anh ra một cái giá đi, phải thế nào anh mới buông tha cho tập đoàn Từ Thị. Đây là nhiệm vụ Từ gia giao cho cô ta không thể không tới. Trên người cô ta thậm chí còn có vết roi, đó là do Từ lão gia tử dùng gậy dài để đánh. Bây giờ tôi khát nước, cô không nghe rõ à? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi, khi khát nước thì chẳng có ai muốn nói chuyện cả. Anh đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa. Từ Ngạo Tuyết cắn răng, xoay người vào trong phòng bếp rót cho Tề Đẳng Nhàn một ly nước. Sao không lấy cà phê Lam Sơn của cô ra đây chiêu đã tôi đi? Tề Đẳng Nhàn nói. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết khẽ giật, chỉ muốn lao đến đánh cho tên này một trận. Dù sao từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh cô ta đều vô cùng lịch lãm. Làm gì có ai như Tề Đẳng Nhàn, lúc nào cũng vô lại như vậy chứ. Đối mặt với người như vậy, cô ta thật sự cảm thấy không quen, không thể ở chung một chỗ. Từ Ngạo Tuyết nhịn cơn tức, lại pha cho hắn một ly cà phê. Thổi nguội đi, nóng như vậy thì tôi uống kiểu gì? Tề Đẳng Nhàn tựa vào sofa, tùy ý nói. Từ Ngạo Tuyết nén giận, bưng ly cà phê lên thổi nguội, hận không thể hất thẳng ly cà phê này vào mặt hắn. Tề Đẳng Nhàn thừa nhận bản thân mình đúng là tiểu nhân đắc chí. Nhưng bây giờ không tranh thủ thì lấy đây ra cơ hội lần sau. Thắng lợi này hắn cũng đâu có giành lấy dễ dàng, suýt chút nữa hắn đã chết rồi. Nhận lấy cà phê đã được Từ Ngạo Tuyết thổi nguội, Tề Đẳng Nhàn uống một ngụm, nói rằng tập đoàn Từ Thị sắp phá sản rồi nhìn. Lần này cô tới là do áp lực của Từ gia, hay là vì muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm này? Từ Ngạo Tuyết nói, liên quan gì đến anh, tôi chỉ cần biết điều kiện của anh. Tề Đẳng Nhàn cười lười biếng giang hai chân ra khoảng trống ở giữa vừa đủ cho một người quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.